sao bấm hình. Em chào tất cả mọi người nha, chào mừng các chị đến với buổi livestream của Vi Vi Shop chuyên quần áo gia đình và quần áo thời trang ạ. Các chị ơi, đến hẹn lại đây thì lại cùng vào chơi game với bên em để săn áo dạ nha. Buổi chiều nay này dạ ngắn mới về hàng các chị ơi, dạ ngắn mới về hàng nha. Mình săn cả set em đang mặc này, cả áo dạ và váy len body nhũ bên trong với giá là 59.000 các chị nha. 59.000 một set trên người đang mặc đấy ạ. Ok chưa, 59.000 là gồm một áo dạ và một váy len như em đang mặc các chị nha. Len body nhũ đấy ạ, đây. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Các chị ơi, mình đã xem rồi thì mình comment là 59k và quay ra chia sẻ giúp em đi ạ. Thả tim cho em để em nhìn thấy các chị đang tương tác nha. Áo dạ ngắn bao tiền à chị ơi? Áo dạ ngắn và cả set em đang mặc em bán với giá là 59.000 các chị nha. 59.000 cho buổi mini game hôm nay. Đấy, chị nào muốn mua cả set cho người đang mặc với giá là 59.000 thì mình comment là 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ lên trang cá nhân này, chia sẻ lên trang nhóm này. Mình chia sẻ và để ở chế độ công khai giúp em nha. Chia sẻ và để ở chế độ công khai để em nhìn thấy các chị chia sẻ đi ạ. Ok chưa, cả set em đang mặc nha, gồm một áo dạ ngắn này. Đây, một áo dạ ngắn như thế này nha. Và một cái len body nhũ bên trong ạ. Màu này gọi là màu gì đấy? Ok các chị chưa, 59k nha, mình chơi mini game nha. Lượt chia sẻ nhiều nhất, chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất sẽ được mua cái set em đang mặc với giá là 59.000 các chị nha. Không mini game thì bán bao nhiêu chị ơi? Nếu mà không mini game thì áo dạ này giá là 300.000, váy len body nhũ bên trong giá là 250.000. Đấy là giá gốc không mini game nha. Còn giá mini game để mình săn cái set em đang mặc với giá là 59.000 thôi. Ok chưa các chị ơi? Đấy, 59.000 một set nha. Chị nào tin thì mình chơi, còn chị nào không tin thì mình có thể ra ngoài nha. Mình đừng vào đây mình đánh đá hội nghị các chị ơi. Mình cảm thấy không tin tưởng thì mình ra ngoài, mình vào đây làm gì các chị ơi. Đấy, còn những chị nào muốn chơi, chị nào tin tưởng em thì mình chơi. Mình cứ chơi, mình theo dõi em thì để biết được là có đúng hay không các chị nha. 59k này, màu em đang mặc là màu hồng da nha. Có màu hồng da này, màu nâu đất này, màu hồng tím này, màu vàng nghệ, màu xanh rêu và còn một màu nữa để em sẽ nói là cái màu gì đấy rồi em sẽ nói cho các chị nha. Ok chưa? Rất là nhiều màu đẹp. 59.000 cả set em đang mặc các chị nha. 59.000 một set này. Len body nhũ thì có tất cả là 4 màu nha. Len body nhũ thì có 4 màu này. Màu vàng bò này, màu vàng bò này, màu đỏ này, màu nâu sô cô la này và màu em đang mặc là màu đen nha. Đây, cả set gồm một áo dạ và một váy len body đấy các chị ạ. Chỉ 59.000 một set thôi. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp và chất luôn các chị nha. Áo dạ thì quá là xinh rồi, không phải bàn đúng không ạ? Hàng mới về hôm nay nha, hàng về số lượng thôi các chị ơi. Đấy, chị nào muốn mua cả set nha, em đang mặc với giá là 59.000 thì mình comment đi ạ. Comment 59k và sau đấy mình quay ra mình chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ lên trang nhóm này, chia sẻ lên trên trang cá nhân này. Màu em đang mặc là màu hồng da các chị nha. Em đang mặc là màu hồng da đấy ạ. Cực kỳ là đẹp luôn, áo dạ bên em thì chất thì cực kỳ là đẹp rồi, khỏi cần phải nói nữa rồi. Đây là màu vàng nghệ các chị nha. Đây là màu vàng nghệ nha, chất đây ạ. Dạ F2 lớp cực kỳ là dày và đẹp luôn. Dạ ngắn hàng mới về các chị nha, hàng mới về luôn. Đấy, từ hôm bây giờ thì không về được dạ ngắn đâu. Hôm nay mới về được dạ ngắn, em mới like dạ ngắn và em chưa mini game để tặng áo dạ luôn đấy các chị ạ. Comment đi ạ, 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. 59k kèm màu và sau đấy mình quay ra mình chia sẻ giúp em này. Chia sẻ lên trang nhóm này, chia sẻ lên trên trang cá nhân này. Màu em đang mặc là màu hồng da các chị nha. Hồng da cực kỳ là đẹp và tôn da luôn. Đây ạ, rất là đẹp luôn nha. Áo dạ ngắn này thì là 54 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa các chị nha. 54 cân cao 1m58 trở lên mình sẽ mặc vừa đấy ạ. Ok chưa? Các chị ơi, cả set em đang mặc với giá là 59.000 thôi. Một áo dạ và một váy len body nhũ em đang mặc bên trong nha. Đây, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cực kỳ là đẹp nha. Chị nào muốn mua với giá 59.000 cả set thì comment đi ạ. Comment là 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. Cái bạn đang mặc giá bao nhiêu chị ơi? Cái em đang mặc cả set
game nha. Còn một lát nữa khi mà hết mini game rồi, không còn mini game nữa thì em sẽ bán với giá gốc, thì em sẽ nói sau. Áo dạ này giá gốc là 300.000, váy len body nhũ bên trong giá gốc là 250.000 đấy các chị ạ. Áo chị đang mặc có những màu gì ạ? À? Chị ơi, có màu vàng nghệ này, màu hồng da này, màu dao này, màu hồng tím này. Đấy, tất cả các màu đấy các chị nha. Để cho mình lựa chọn này, chị nào thích màu gì thì mình comment đi ạ. 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. Vàng nghệ cực kỳ là xinh này, vàng nghệ rất là xinh này, hồng tím này. Đây, màu này là màu hồng tím nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu xanh rêu này, rất nhiều chị thích cái màu xanh rêu này. Đây, màu xanh rêu ạ, màu nâu đất như canh đang mặc nha. 59.000 thôi, chị nào muốn mua thì nhanh tay comment đi các chị ơi. Số lượng có hạn nha, hàng mới về số lượng có hạn thôi. Đấy, comment đi ạ, 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. 59k thôi, màu em đang mặc là màu hồng da các chị nha. Em đang mặc là màu hồng da đấy ạ. Đây, cái này thì là 54 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa nha. 54 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa kèm nơ rất là xinh luôn. Kèm nơ cực kỳ là xinh xắn, các chị nào mà không thích tắt nơ mình có thể bỏ nơ ra được. Cái này nơ nó là nơ rời các chị nha. Em có thấy chị đôi mắt ấy này, thấy chị Huế Hoàng nha, thấy chị Yến Nguyễn này, thấy chị Trần Nhung, thấy chị Trần Thanh Vân nha. Em thấy tất cả mọi người luôn ạ. À. Em thấy tất cả mọi người, các chị yên tâm nha. Em có nhìn thấy này, các chị đang xem rồi thả tim cho em để em nhìn thấy các chị đang tương tác này. Và sau đấy mình comment là 59k. Comment 59k và sau đấy mình quay ra mình chia sẻ giúp em ạ. Chia sẻ lên trang nhóm này, chia sẻ lên trên trang cá nhân này. Váy len body nhũ bên trong mặc thì có 4 màu. Màu nâu sô cô la này, màu đỏ đô này, màu vàng bò này và màu em đang mặc bên trong là màu đen đấy. Các chị nha, đấy váy len body nhũ ạ, cả set em đang mặc. Hôm nay em chơi mini game với các chị chiên khách hàng bán với giá 59.000. 59.000 một set như em đang mặc các chị nha. 59.000 một set thôi, một áo dạ và một váy len body bên trong. Chị nào may mắn hôm nay trúng mini game bên em sẽ là chủ nhân của cả cái set như em đang mặc, gồm một áo dạ và một váy len body đấy ạ. Áo dạ bao nhiêu chị ơi? Áo dạ thời điểm này thì em bán với giá là 59.000 một set cả áo dạ và váy len body các chị nha. Em có thấy chị Minh, em có thấy chị Minh Phạm này, em thấy chị Thái Thủy Linh này, thấy chị đập nát quá khứ nha, thấy chị Đinh Thị Hà. Ok, em thấy chị Ái Vy nha. Đấy, chào tất cả mọi người ạ. Các chị ơi, buổi chiều rồi, hôm nay mình cũng là rảnh rồi, miền Bắc thì đang cực kỳ là rét. Miền Bắc, toàn bộ miền Bắc mình đang rất là rét và từ giờ đến Tết Nguyên Đán mặc định sẽ là rét đậm rét hại nha. Đấy, mình mua áo dạ là cực kỳ hợp lý rồi đúng không ạ? Từ hôm đến giờ thì các chị cứ hỏi là bán dạ dài, các chị cứ hỏi là tại sao không có dạ ngắn. Chị rất thích dạ ngắn và tại sao không có dạ ngắn. Thì hôm nay dạ ngắn về hàng và em sẽ chơi mini game để bán cả set em đang mặc với giá chỉ có 59.000 thôi. 59.000 một set của một váy len body và một áo dạ giá ngắn các chị nha. Đây ạ. Cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Áo dạ F2 lớp cực kỳ là đẹp các chị nha. Chị nào thích màu gì thì mình comment đi ạ. Màu xanh rêu này, màu hồng tím này, màu vàng nghệ này, màu nâu đất này. Màu em đang mặc là màu hồng da, còn một màu cũng cực kỳ là xinh. Để em bảo lại xem nó là cái màu gì, tại vì là thực sự là có nhiều màu ấy thì mình phải đặt tên đúng màu để cho các chị comment để mình lựa chọn, để lúc bên em chốt hàng còn gửi đúng màu cho các chị nha. Rồi em một lát thôi, có một màu nữa đấy ạ. 59k kèm màu và quay lại chia sẻ giúp em đi ạ. Cực kỳ là đẹp luôn, dạ F2 lớp các chị nha, kèm nơ luôn này rất là xinh nha. Dạ F2 lớp rất là dày dặn, em cho các chị xem chất cực kỳ là đẹp luôn. Quá là dày luôn các chị, em cầm mà nãy giờ em mỏi hết cả tay rồi tại vì nó rất là nặng. Đấy ạ. Dạ F2 lớp mịn cực kỳ là đẹp, không bay không xù các chị nha, hồng tím này, vàng nghệ này, xanh rêu này, màu em đang mặc là màu hồng da nha, màu nâu đất thì canh đang mặc đấy ạ. Đấy, chị nào thích màu gì thì mình nhanh tay mình comment đi ạ. 459k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. Em có thấy chị Hương Nguyễn Thu nha, em thấy chị Mưa Thủy Tinh này, em thấy chị Hương Giang này, em thấy chị Lê Hoa nha. Váy len body nhũ chị ơi, giá gốc thì một lát nữa mình bán hàng mình sẽ nói sau. Bây giờ mình tập trung để mình chơi mini game, mình săn cả set như em đang mặc với giá chỉ 59.000 thôi. 59.000 là gồm một váy len body bên trong và một áo dạ ngắn bên ngoài các chị nha. 59.000 hai sản phẩm đấy các chị ạ. Đấy, nên là mình phải nhanh tay mình nắm lấy cơ hội nha. Các chị thả tin cho em này và quay ra chia sẻ giúp em đi ạ. Thả tin và sau đấy mình quay ra mình chia sẻ nha. Chia sẻ lên trang cá nhân này, chia sẻ lên trang nhóm này, chia sẻ và để ở chế độ công khai để bên em nhìn thấy các chị chia sẻ nha. Rất là đẹp đúng không các chị ơi? Hàng mới về luôn, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là hot luôn đây ạ. Hàng mới về phục vụ các chị mua để mình mặc Tết đấy các chị ơi, rất là đẹp nha. Đây, tất cả các màu đây ạ. Màu nâu đất thì canh đang mặc các chị nha. Nâu đất là màu canh đang mặc đấy ạ. Rất là đẹp, dạ F2 lớp cực kỳ là dày dặn, không bay không xù nha. Áo dạ đằng sau cũng là dạ ngắn, cũng là cái dạ như thế này các chị nha. Đấy, bán đồng giá cùng áo dạ và váy len body với giá chỉ có 59.000 thôi.
59.000 một set các chị ơi, 59.000 mình mua mình được cả một cái áo dạ, được cả một cái váy len cơ ạ. Ok chưa? Không phải 59.000 một cái áo dạ đâu mà 59.000 gồm một áo dạ và một váy len body bên trong các chị nha. Em có thấy chị Hoàng Oanh này. Em thấy tất cả mọi người nha, mọi người ơi, mọi người muốn mua với giá 59.000. Coi như đây là một cái dịp cuối năm để bên em tri ân khách hàng đấy ạ. À. Em tri ân khách hàng, cảm ơn tất cả những cái chị, tất cả khách hàng đã luôn luôn ủng hộ Bwin Shop bên em trong suốt thời gian vừa qua. Em bán đồng giá sản phẩm áo dạ và váy len body nhũ bên trong với giá là 59.000. 59.000 hai sản phẩm các chị nha, không phải là 59.000 một cái áo dạ nữa đâu mà là 59.000 hai sản phẩm luôn đấy ạ. À. Một áo dạ và một váy len body nhũ bên trong các chị nha. Ok chưa? 59k đúng rồi, chị nào thích màu gì thì mình comment đi ạ. À. Comment và sau đấy mình quay ra mình chia sẻ giúp em nha. Comment này sau đấy mình quay ra mình chia sẻ này. Chia sẻ lên trang nhóm này, chia sẻ lên trên trang cá nhân này. Đây ạ, màu các màu đây các chị nha, các chị lựa chọn màu đi ạ. Màu vàng nghệ này, màu hồng tím này, màu xanh rêu này. Đưa chị cái màu kia với. Cam đất. Cam đất ạ. À? Màu này là màu cam đất các chị nha. Đây, một màu rất cực kỳ xinh là màu cam đất đây ạ. Cam đất này, màu vàng nghệ này, màu hồng tím này, màu xanh rêu này, màu vàng hồng dai đang mặc và màu nâu đất thì canh đang mặc nha. Đấy, tất cả là 6 màu các chị ơi, 6 màu để mình lựa chọn đấy ạ. 6 màu áo dạ và 4 màu váy len body nhũ nha. Đấy, chị nào thích màu gì thì mình nhanh tay mình comment đi các chị ơi. Comment là 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em đi ạ. Len body nhũ thì có 4 màu đấy ạ. Màu nâu này, màu vàng bò này, màu đỏ này. Áo dạ thì có màu cam đất này, màu nghệ này, màu hồng tím, màu xanh rêu, màu hồng da và màu nâu đất nha. Đấy, tất cả các màu váy nhũ và áo dạ đấy ạ. Chị nào thích màu gì thì mình nhanh tay mình comment đi các chị ơi. 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em nha. 59k kèm màu và quay ra chia sẻ giúp em đi ạ. Các chị thả tin cho em thật nhiều để em nhìn thấy các chị đang tương tác nha. Đấy, mình đang chơi rất là nhiệt tình. Miền Bắc mình đang rất là rét rồi, cực kỳ là rét đúng không ạ? Từ giờ đến Tết Nguyên Đán thì mặc định sẽ là luôn luôn là rét đậm rét hại rồi. Việc mình sắm một cái áo dạ dài này và một cái áo dạ cực xinh như thế này để diện Tết là một điều đương nhiên đúng không ạ? Bây giờ mình sắm đồ Tết rồi. Ok chưa các chị ơi, body nhũ thì có 4 màu nha. Đây, màu cam đất này, cam đất cực kỳ là xinh, nói chung là màu nào cũng đẹp luôn. Thực sự là tất cả các màu, màu nào cũng đẹp, không một màu nào là màu không đẹp các chị nha. Đây, bên em nhập về toàn màu hot hết cho các chị thôi ạ. Ok chưa, phần mềm em bắt đầu chọn rồi các chị ơi. Phần mềm đang bắt đầu lọc rồi, các chị cứ yên tâm nha, tiếp tục chia sẻ đi. Đây là lúc mà mình cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa này. Phần mềm bên em đang chạy rồi, mình phải cố gắng mình chia sẻ nha. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất này, em ưu tiên cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất là các hội nhóm đấy ạ. Mình chia sẻ thật nhiều để mua áo dạ cả set này với giá là 59.000 thôi các chị nha. Màu rêu này, màu hồng tím này, màu vàng nghệ này, màu cam đất này, màu đang mặc là màu hồng da nha. Màu nâu đất như canh đang mặc đấy ạ. Đấy, rất là nhiều màu đẹp, màu nào cũng đẹp luôn. Mình chọn đi các chị ơi. Không comment được à chị ơi, em có thấy comment của chị mà, em có nhìn thấy comment của chị Hương Giang mà, thấy comment của tất cả các chị đấy ạ. Em không đọc hết được nhưng mà em có nhìn thấy hết nha. Các chị thả tin cho em nhiều lên để em nhìn thấy các chị đang chơi rất là nhiệt tình nha. Comment là 59k, tiếp tục 59k và quay ra chia sẻ đi ạ. 59k một bộ sản phẩm là gồm hai sản phẩm, là một váy len body nhũ và một cái áo là dạ nha em đang mặc các chị nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Bên em tri ân khách hàng nên mới có cái giá đấy các chị nha. Bình thường áo dạ bên em đang bán giá gốc áo dạ ngắn này. Áo dạ ngắn này giá gốc bên em đang bán là 300.000 đấy các chị ạ. Đấy, em thấy tất cả mọi người yên tâm nha, em có thấy tất cả mọi người đấy ạ. Các chị ơi, mình mà chia sẻ rồi ấy, mình chia sẻ rồi thì mình phải comment giúp em là đã chia sẻ gần mấy nhiêu nhóm để bên em kiểm tra các chị nha. Đấy, mình phải comment để em nhìn thấy các chị chia sẻ đi ạ. Comment để em nhìn thấy các chị nha. Đấy, 59k này kèm màu quay ra chia sẻ, thả tim cho em để em nhìn thấy các chị đi ạ. Thả tim để em nhìn thấy các chị đang chia sẻ rất là nhiều đi ạ. 59k một áo dạ và một váy len body bên trong các chị nha. Len body bên trong thì cực kỳ là chuẩn mặc, lên dáng cực kỳ là đẹp và chất thì không phải nói luôn chị, các chị ơi, cực kỳ là đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp nha, màu đỏ này, màu đỏ này, màu bò này, màu nâu sô cô la này, màu nâu sô cô la nha, màu đen nha, đấy tất cả các màu đấy ạ. Các chị ơi, em sẽ công bố người ngay bây giờ nha, em sẽ công bố các chị may mắn luôn đấy ạ. Em có thấy chị Linh Linh này, em thấy chị Hồng Vân này, thấy tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Em đọc tên chị đầu tiên nha. Chị đầu tiên là một chị đến từ Hà Giang nha, thành phố Hà Giang đấy ạ. Đấy, chị đến từ thành
Có chị nào đến từ Hà Giang không ạ? Các chị ơi, các chị đang xem có chị nào đến từ Hà Giang thì comment để em nhìn thấy các chị đi ạ. Chị đến từ Hà Giang có tên Facebook là chị Linh Lầm Lì nhá. Chị Linh Lầm Lì là người đến từ Hà Giang này, là người đầu tiên này. Người đầu tiên may mắn để mua cái set này với giá là 59.000 này. Chúc mừng chị Linh Lầm Lì nhá. Đây các chị ơi, người thật việc thật nha. Người thật việc thật này không hề có quen biết gì đúng không ạ? Chị này chia sẻ, chị này là người chia sẻ nhiều nhất. Chị này là người chia sẻ nhiều nhất với các hội nhóm đấy ạ. Nếu như mọi người xem tụt rồi thì em sẽ công bố. Em sẽ công bố, tiếp tục công bố nha các chị nha. Đây ạ. Chị thứ hai đâu. Các chị ơi, mình phải tiếp tục chia sẻ để người xem tăng lên giúp em nha. Em sẽ đọc tên luôn các chị đấy ạ. Em sẽ đọc tên mấy chị một lúc nha. Nên là mình tiếp tục chia sẻ giúp em đi. Người xem mà tăng được nhiều thì em càng đọc tên nhiều chị. Các chị cứ yên tâm. Đấy, nếu mà người xem mà tăng được nhiều thì mình sẽ đọc tên được rất nhiều chị đấy ạ. Cố gắng chia sẻ làm sao để người xem tăng lên, đừng để tụt các chị nha. Bao nhiêu một cái ạ chị ơi? Cả set này là 59.000 nha. Đã có chủ nhân đầu tiên rồi là chị Linh Lầm Lì nha. Chị Linh Lầm Lì là người đầu tiên trúng mini game, là người đầu tiên mua được cả set với giá 59.000 rồi đấy ạ. Bên em nói là làm các chị nha. Đây ạ, người thứ hai luôn này. Em sẽ công bố người thứ hai luôn nha. Chị người thứ hai là một chị, người thứ hai là một chị gái cực kỳ là xinh, cực kỳ là xinh luôn. Có tên Facebook là chị Thu Đỗ này. Đây ạ. Ok chưa? Ok chứ các chị ơi, đây cực kỳ là xinh luôn. Đây các chị ơi, mình phải chia sẻ giúp em nha. Mình phải chia sẻ để người xem tăng lên, đừng để người xem tụt nha. Nếu mà người xem tụt là mình không đọc tên tiếp được đâu các chị ơi. Mình phải để người xem tăng lên giúp em nha. Tiếp tục chọn một chị nữa. Em sẽ tiếp tục chọn một chị nữa này. Em sẽ tiếp tục chọn một chị nữa nha. Đấy, nếu mà bây giờ nếu như mà người xem mà không lên được mà người xem tụt rồi thì em bán hàng và em sẽ tiếp tục chọn thêm hai chị nữa. Em sẽ bán hàng nên em sẽ tiếp tục chọn hai chị nữa. Còn nếu mà trong quá trình em bán hàng mà nếu mà người xem các chị vẫn tiếp tục chia sẻ nha, người xem mà tăng được nữa, nếu như mà mình vừa bán hàng mình vừa chơi, người xem mà tăng được nữa em lại quay ra em tặng tiếp các chị nha. Ok chưa? Bây giờ rất nhiều chị muốn mua hàng rồi, rất nhiều chị muốn mua hàng rồi mà mình chơi mini game lâu quá thì các chị cũng không vui đúng không ạ? Mình muốn mua hàng, mình không muốn chơi mini game mà em cứ chơi mini game thì các chị cũng không vui đúng không ạ? Nên là bây giờ em sẽ bán hàng luôn, vừa bán hàng vừa chơi mini game các chị nha. Mình vừa bán hàng mình vừa chơi mini game này. Đấy, vừa bán hàng vừa chơi mini game các chị nha. Để mình vừa bán hàng vừa chơi mini game để các chị được vui nè. Chị muốn mua hàng thì mình mua hàng, còn chị nào mà muốn chơi mini game thì mình vẫn tiếp tục được mua với giá 59.000 được không ạ? Đây ạ, chị thứ ba nha. Chị thứ ba là chị có tên Facebook là Nguyễn Thùy Linh này. Chúc mừng chị Nguyễn Thùy Linh là người thứ ba nha. Đây các chị ơi, đã có 3 người rồi nha. Đã có 3 người trúng mini game rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ bán hàng nha. Đấy, bây giờ em sẽ bán hàng, em sẽ chọn thêm 5 chị nữa. Nếu như mà lượng người xem tăng được thì mình sẽ chọn thêm các chị nha. Nếu như người xem tăng được thì em lại tiếp tục em chọn nữa. Còn nếu mà người xem không tăng được thì mình vừa chơi mini game vừa bán hàng. Ngưng comment 59k này. Bây giờ mình không comment nữa mà mình tập trung để mình chia sẻ. Nếu như muốn mua cả set này với giá 59.000. Ok chưa ạ? Nếu mà mình muốn mua cả set với giá 59.000 thì mình tiếp tục chia sẻ, không comment nữa mà tiếp tục chia sẻ thôi. Còn như chị muốn mua hàng, bây giờ em sẽ bán hàng luôn. Tại vì cực kỳ là hot luôn. Cái áo dạ này hôm nay về hàng cực kỳ là hot mà số lượng cũng không có nhiều. Nên là bây giờ em sẽ bán hàng luôn được không ạ? Đấy, gần đến giữa livestream này em sẽ công bố thêm 2-3 chị nữa. Các chị yên tâm nha. Ok chưa? Bây giờ mình bán hàng các chị nha. Bây giờ bán hàng rồi ạ. Các chị ơi, áo dạ em đang mặc thì có giá là 300.000 nha. 300.000 mã là B51. Chị nào muốn chơi mini game nữa thì mình cứ tiếp tục chia sẻ. Đến giữa cái livestream này em sẽ công bố thêm 2 chị nữa. Các chị yên tâm nha. Các chị cứ thả tim và chia sẻ giúp em nếu như mình không muốn mua hàng. Còn những chị muốn mua hàng thì bây giờ em sẽ bán hàng luôn được chưa? 54 cân quay đầu mình mặc vừa các chị nha. 54 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa cái áo dạ này ạ. Mã là B51, giá là 300.000 nha. Tất cả các màu em sẽ cho các chị xem tất cả các màu này. Màu này là màu cam đất nha. Đấy, chị nào muốn mua, chị nào chia sẻ rồi mình cứ tiếp tục chia sẻ để mua với giá 59.000. Đang còn 3 phần quà nữa cho các chị nha. Đang còn 3 phần quà nữa đấy, các chị cứ yên tâm. Ok Bảo An nha, ok chị Bảo An ạ. B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em. Ok chị Giang Bùi, em bán hàng rồi nha. Em bán hàng rồi đấy ạ. Các chị ơi mình, ok em bán hàng rồi chị Bí Đỏ nha. Các chị ơi mình comment này, B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. 43 cân mặc quá xinh luôn chị nha. 43 cân thì mình mặc quá đẹp luôn. Nó là cái form nhỏ các chị nha. Cái này là form nhỏ này, dưới 54 cân mình mới mặc vừa đấy ạ. Đấy chị Nguyệt Tấm ơi, chị mà muốn lấy một cái thì chị comment là B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Giá là 300.000 ạ. Bây giờ hết mini game rồi, coi như là hết mini game rồi. Còn chị nào mà muốn được mua với giá 59.000 thì mình cứ chia sẻ một lát, em sẽ đọc tên thêm 2-3 chị nữa các chị nha. Ok, Hương Trần này kèm địa chỉ giúp em đi ạ.
60 cân không mặc được chị ơi, len body nhũ thì là 250.000, mã là B61 các chị nha. Đây ạ, body nhũ thì là B61, giá là 250.000 nha. Áo này ok các chị ơi, nếu mà mình đi so sánh hàng shop với hàng chợ Đồng Xuân thì chị ơi chị chỉ ra chợ chị mua được thôi chị nha. Nếu vậy thì chị ra chợ chị mua cho rẻ chị Nguyễn Thắm ạ. Chị không phải vào đây chị comment làm gì đâu. Được chưa ạ? Các chị ơi, 300.000 một áo nha, B51 màu chị mặc, chị Mai Mỹ Nhân ơi comment thêm một dòng giúp em là hồng da kèm địa chỉ đi ạ. B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Ok chị ra trên ca nha. Ok chốt luôn cho chị ạ. Ok chị Mai Mỹ Nhân này kèm địa chỉ giúp em đi các chị ơi. Ok em chào chị, chúc bán đắt hàng nhé. Ok cảm ơn chị Trần Mỹ Nga. Dạ là 300.000 các chị nha. 300.000 mã là B51. Chị nào mua thì comment là B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Mai Mỹ Nhân ơi kèm địa chỉ giúp em và màu giúp em nha. Màu cam ok Thanh Từ này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Các chị ơi em đã nói rõ màu rồi, em lấy set y mẫu. Chị Desi Trần ơi chị phải comment là B51 hồng da cộng với lại B61 màu đen giúp em nha chị Desi Trần nha. Dạ ngắn đang mặc là 300.000 các chị nha, B61 đen. Phí ship là 30.000, ngoại tỉnh Hà Nội thì 20.000 chị nha. Ok Hồng Bùi, chốt đơn cho chị Hồng Bùi này. Các chị ơi, hàng về số lượng có hạn thôi, 50 cân mặc được chị ơi. Dưới 54 cân là mình mặc được rồi. Cho mình đặt mua áo len tay lông màu xanh. Ok Hương, chị Hương Diệu, Hương Lê nha. Ok chị chốt đơn cho chị ạ. Cửa hàng ở đâu ạ chị ơi? Cửa hàng em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội các chị nha. Đây ạ. Em sẽ mặc qua tất cả các màu để mình lựa chọn các chị nha. Áo dạng này bao nhiêu tiền chị ơi? Áo dạng này 300.000 một áo nha. 300.000 một áo, mã là B51 này. Ok chị thích cổ gà nha, chốt đơn cho chị thích cổ gà này. Ok chốt đơn cho chị Quý Tâm nha. Ok chị ạ. 49 cân mặc như em luôn chị Nguyễn Điềm nha. 49 cân mặc như em luôn ạ. B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ đi chị Tường An ơi. Cho chị màu vàng nhé, chị bé đi ơi, chị lấy màu nào? Màu vàng thì chị phải comment là B51 màu vàng. Nghe kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Len bên trong thì là 280.000 à 250.000, mã là B61 các chị nha. Màu hồng phấn, màu hồng da chị nha, màu hồng da không phải hồng phấn đâu ạ. Đúng rồi, tiền nào của đấy đúng không các chị ơi? Em có thể cho các chị xem chất, mình còn được kiểm tra hàng mới phải thanh toán, đi so sánh hàng chợ với hàng người ta bán như thế này. Mình được kiểm tra hàng các chị cứ yên tâm nha. 57 cân không vừa đâu các chị ơi, 57 cân mình không mặc vừa đâu ạ. Đầm len body bên trong thì là 250.000, mã là B61 các chị nha. Chị 45 cân mặc vừa, chị Đỗ Xoan ơi 45 cân mặc đẹp luôn. Chị Hồng Sen ơi, chị lấy vàng nghệ comment giúp em là B51 vàng nghệ kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Thảo Nguyễn nha, ok Thảo Nguyễn này. 59k thì là mini game rồi chị nha, 59k là mini game rồi ạ. 40 cân mặc vừa chị ơi, áo dạ rất đẹp, mọi người vào mua ủng hộ chốt nhé. Ok Trần Mỹ Nga này, đấy các chị ơi, khách nhà em từng mua hàng nhà em và comment lên trên này đấy ạ. B51 hồng da ok Mỹ, chị Mỹ Phẩm. À chị Mỹ Phẩm ơi, chị comment thêm cho em một dòng địa chỉ số điện thoại đi ạ. 57 cân không mặc vừa đâu chị ơi, B51 màu vàng, 55 cân ok Cherry Bùi này, kèm địa chỉ số điện thoại giúp em đi ạ. 43 cân mình mặc vừa chị nha, 43 cân mặc quá đẹp luôn. Đây còn cái len body nhũ bên trong em mặc đây ạ. Len body nhũ thì có giá là 250.000, mã là B61 các chị nha. 4 màu này, body nhũ thì có 4 màu nha. Đấy chị nào lấy màu gì thì mình comment đi ạ. B51 hồng da ok Phạm Tuyết, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Không còn 59k đâu các chị ơi, không comment 59k nữa nha. Em bảo 59k hết rồi. Một lát em sẽ công bố người thôi, bây giờ mình không comment 59k giúp em được không ạ? Ok các chị nha, B51 màu be, màu này là màu hồng da, không phải màu be đâu chị ơi, hồng da nha. Vừa em vừa mặc là màu hồng da đấy ạ. Các chị ơi, mình 55 cân cao trên 1m6 mình mặc vừa nha. B51 kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Cái len body bên trong thì là 250.000, mã là B61 này. Áo dạ bên ngoài thì có mã là B51, giá là 300.000 nha. Phạm Thị Thanh Tuyền, B51 màu đang mặc, chị phải comment giúp em là hồng da kèm địa chỉ số điện thoại nha chị Hồng Tuyết nha. Ok B51 màu đỏ đô, ok Hoàng Huế này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Phạm Tuyết inbox địa chỉ giúp em nha. Cho chị vàng là chị Dung Nguyễn ơi, chị lấy màu vàng thì chị phải comment là B51 vàng nghệ kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. B51 hồng da ok, chị làm lại từ đầu này, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Em cao 1m6 và nặng 48 cân các chị nha. Shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội ạ. Cho xem dạng ngắn đằng sau ạ. Dạng ngắn đằng sau thì là dạng màu nâu đất chị nha. Đằng sau thì là màu nâu đất ạ. Đằng sau là màu nâu đất chị nha. Ok chị Hồng Sen này. Ok chúc đơn cho chị Hồng Sen nha. B51 59k hết rồi chị Hà Lê nha. À, còn vàng không ạ chị ơi? Còn vàng nghệ nha. Đây màu vàng nghệ đây chị ơi. Vàng nghệ đây ạ. Đây vàng nghệ rất là đẹp nha. Ok chị Vi con này kèm địa chỉ giúp em đi chị Vi con ơi. Ok chị
Ok chị Tuyết HD nha, cảm ơn chị ạ. Ok cam đất Khánh Linh ơi, kèm địa chỉ giúp em đi chị ơi. B51 và địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Cherry Bùi nhá. Cho đơn Cherry Bùi này. Đúng rồi các chị ơi, mình bán hàng, mình mua hàng, mình nghe kỹ giúp em nha. Mã là B51, giá là 300.000. Chị nào mua hàng thì comment là B51 kèm màu, kèm số điện thoại, địa chỉ giúp em nha. Ok Mai Mỹ Nhân kèm số điện thoại giúp em đi ạ. 48 cân mặc như em chị nha, 48 cân mặc như em luôn ạ. Ok Phạm Thanh Tuyền này kèm địa, kèm số điện thoại giúp em đi chị ơi. 55 cân mà mình phải cao trên 1m6 thì mình mới mặc vừa các chị nha. Đấy các chị ơi, mình comment đầy đủ giúp em này. B51 kèm màu, kèm số điện thoại, địa chỉ giúp em. 51 cân mặc vừa rồi chị ơi. Váy bạn đang mặc là mã là B61 chị nha. Body nhũ bên trong mã là B61 ạ. Ok Vũ Thị Mai này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. 58 cân không mặc được chị nha. Ok chị Đình Thắm này, cho đôi chị Đình Thắm nha. Ok chị Đình Thắm ạ. Có dạ dài, một lát em sẽ click qua dạ dài các chị nha. Váy đang mặc bên trong thì là 250.000, mã là B61 các chị nha. Ok chị Nguyễn Phương này, cho đơn cho chị Nguyễn Phương ạ. Em coi lớp bên trong. Ok chị ơi, em sẽ lấy một cái cho chị coi lớp bên trong nha. Đây ạ, bên trong thì không phải nói rồi, cực kỳ là đẹp luôn. Màu này là vàng nghệ nha. Giá bao nhiêu? 40 cân mặc vừa chị Dương Nhung nha. 300.000 một áo thôi. 300.000 một cái áo dạ nha. Đây cực kỳ là đẹp luôn các chị nha. Dạ mịn này. Dạ mịn cực là đẹp luôn nha. Cô Hiền ơi, có khách cô xuống hộ cháu với. À, ok, ok, 47 cân mặc như em chị nha. Chị ơi, 47 cân mặc như em. 300k phí ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại tỉnh là 30.000 các chị nha. Ok, chị Trung Hương ơi, chị phải comment là B61 màu đen kèm số điện thoại, địa chỉ giúp em ạ. Ok, B51, chị Căng Trần ơi, kèm địa chỉ và kèm địa chỉ và màu giúp em đi ạ. Hai sản phẩm, váy len body nhũ là mã là B61. Áo dạ bên ngoài thì có mã là B51 các chị nha. Đấy, mình lấy cái gì thì mình comment đi ạ. Ồ, một chiếc dạ ngắn bạn đang mặc, chị ơi chị lấy màu gì chị phải comment đầy đủ màu giúp em nha. Ok chị vì con nha. Ok 55 cân cao trên 1m6 thì mặc vừa chị Bùi Hương nha. B51 nghệ vàng thì Thảo Đoàn ơi kèm địa chỉ và số điện thoại giúp em đi ạ. Thảo Đoàn ơi kèm địa chỉ số điện thoại giúp em nha. Ok Khánh Linh này, ok chị Khánh Linh nha. Chị Khánh Linh ơi kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Ok em cảm ơn tất cả các chị nha. Các chị ơi comment trôi rất là nhanh. B51 màu cam, Lê Mai kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Chị Lê Mai ơi kèm địa chỉ giúp em nha. Ok chị Nguyệt Nga Vũ này, ok chốt đơn cho chị nha. B61 màu đen, Trung Hương ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Thử áo vàng, ok em sẽ thử qua tất cả các màu để mình chọn nha. Em sẽ thử qua tất cả các màu ạ. Màu em đang mặc. Màu em đang mặc là màu cam đất đấy ạ. Em đang mặc là màu cam đất đó chị nha. Em đang mặc là màu cam đất ạ. Màu đấy màu vàng mỏ ấy. Cái dạng ngắn đang mặc thì là 300.000 các chị nha. 300.000 body nhũ thì là 250.000, mã là B61 này. B51 màu cao, ok anh Phạm kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Có mấy màu à chị ơi, áo dạ này thì có màu. Ủa các chị ơi thực sự là 40 cân mặc vừa chị nha. Cái này thì chỉ cần dưới 54 cân là mình mặc vừa rồi. Váy trong là 250.000 ạ. Body len nhũ bên trong là 250.000 các chị nha. Có dạng ngắn tay dài không à chị ơi? Không có dạng ngắn tay dài đâu, chỉ có dạng như thế này thôi. Đây màu em đang mặc là màu cam đất các chị nha. Cho cô anh màu màu kem mà chị ơi, chỉ có màu hồng da thôi, không có màu kem đâu nha. Cam đất ok chị Nguyệt. Chị Nguyễn Tâm này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Lấy hai cái thì mình được miễn phí ship nha chị vì con nha. Ok kẹp đắng này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. 1m50 mà mình dưới 54 cân là mình mặc được các chị nha. Đấy cứ dưới 54 cân là mặc định mình mặc được rồi. Còn nếu mà chị nào mà 55 cân thì mình phải cao trên 1m6 nha. Chị ơi 59k là mình chơi mini game rồi chứ bán từ đầu đến cuối mà 59k thì chắc là em ra đường em mở quá chị ơi. Màu cam nha, em đang mặc là màu cam này. Áo bên trong ok, ok chị Thanh Nguyễn, cho tôi là chị Thanh Nguyễn nha. Ok chị này, ok chị để rất là đầy đủ thông tin. Ok cho tôi là chị len body nhũ bên trong thì là 250.000 chị nha. Áo dạ em đang mặc thì là 300.000 các chị nha. Đấy áo dạ là 300.000, nặng 50 cân cao 1m50 mặc vừa chị Lê Thị Thanh Thanh nha. Cho mình màu cam đất ok, Tâm Giang kèm địa chỉ giúp em đi ạ. B51 hồng da chị Trang ỉn kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Ok chị Trung Hương này, chốt đơn cho chị Trung Hương nha. Có dạ ngắn giống chị mặc nữa không chị ơi, còn hàng nha. Đấy chị đặt là màu gì thì chị comment đi ạ. Đây cũng có thêm mấy màu khác. Chị đặt hàng thì mình comment giúp em này, mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nha. Đây bây giờ em sẽ mặc qua màu vàng nghệ ạ. Em sẽ mặc qua cái màu vàng nghệ các chị nha. Váy đang mặc thì là 250.000 này. Ok chốt đơn cho chị Như Nguyễn nha. Có mấy màu à chị ơi? Có màu vàng nghệ này, màu nâu đất này,
màu hồng da này, màu cam đất này, màu hồng tím và màu xanh rêu. Em sẽ mặc qua tất cả các màu nha. Ok Nguyễn Tâm, cho đơn cho Nguyễn Tâm này. 51 cao 1m60, 54 cân, mặc vừa. Huyền Linh ơi, mặc vừa 61 màu cà phê đen nhũ. Ok chị Thu Thanh Nguyễn ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Ok B51 màu cam đất này. Ok Nguyễn Hằng Nga nha. Hằng Nga ơi, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Mai Năm này, ok cho đơn chị Mai Năm nha. Có màu rêu không? Có màu rêu chị ơi. Ok Lê Mai, cho đơn cho Lê Mai nha. Ok các chị. Ok màu xanh rêu đây ạ. Đây chị ơi, màu xanh rêu nha. Đây màu xanh rêu đây ạ. Áo vàng nghệ này 300.000 các chị nha. 58 cân không vừa đâu chị ơi. Shop em ở số 166 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội nha. 300.000 một áo này, chất cực kỳ là đẹp các chị ơi. Bên em bao chất bao giá nha. 54 cân mặc vừa chị Thu Thu nha. Đấy, mình còn được kiểm tra hàng mới phải thanh toán này, các chị cứ yên tâm nha. Đấy mình cứ yên tâm đi ạ. Comment đầy đủ giúp em này. B51 này kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị ơi, áo dạ. B90 cho cô một cái B90 đạm bò xong đây khách. 300.000 các chị nha, hồng tím nha chị Tâm Phạm ơi, chị lấy màu tùng tím, chị cứ comment B51 hồng tím kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. 40 cân mặc vừa nha. 40 cân mình mặc vừa. À chị váy body nhũ màu nâu đất. Ok chị Hoàng Hà ơi, chị có màu sô cô la nha. Ok chưa? Comment đầy đủ giúp em này, em lấy màu vàng được nhé. Ok 50 cân, ok Nguyễn Tâm này, cứ kèm thông tin số điện thoại địa chỉ là sẽ có hàng các chị nha. Ok hồng da chị Đinh Thắm ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Body thì có 4 màu các chị nha. Body thì có 4 màu ạ. Đây. Body thì có màu đỏ này, màu vàng bò này, và màu nâu sô cô la các chị nha. Đấy tất cả các màu đấy ạ. Chị nào lấy màu gì thì mình comment đi ạ. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Ok chị Hằng Trần này. Ok cho đơn chị Hằng Trần nha. Đang chờ đây người ta lấy nhá. Ok chị Hằng Trần nha. Mặc mẫu trên canh đi chị ơi, trên canh thì canh mặc 300.000 là một áo các chị nha. 300.000 làm sao một set được các chị ơi. Váy chị đang mặc là 250.000 các chị nha. 250.000 mã là B61 ạ. Ok Tâm Phạm, cho đơn cho Tâm Phạm nha. Chị Hoa Mai ơi, không có 59.000 nữa đâu chị ơi. Cho em xem màu hồng phấn nào. Váy em mặc là 250.000 các chị ơi. Body nhũ đang mặc là 250.000 mã là B61 các chị nha. B61 giá là 250.000 ạ. 40 cân mặc được chị nha. Cho em xem len để mình chọn lại. Ok các màu len ạ. Không không có ngắn đâu. Ok em chốt tôn cho chị. Ok em chốt tôn cho chị trái tim bị mất nha. Đây chị ơi, các màu len đây ạ. Mấy cái em ơi chị ơi, 300.000 một cái áo dạ và 250.000 một cái váy len body nha. Ok chị này, body nhũ đang mặc là 250.000 màu đen chị nha. 50 cân 1m50 mặc được dạng ngắn nha chị Lê Thị Thanh Thanh nha. Màu sô cô la ok Hoàng Hà, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Phạm Uyên này, cho đơn chị Phạm Uyên nha. 60 cân không mặc vừa. 60 cân không mặc vừa váy đó chị ơi. Váy thì 58 cân quay đầu thôi ạ. Váy thì 58 cân quay đầu thôi các chị nha. Đấy mình lấy cái gì thì mình mặc comment đầy đủ giúp em này. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Em cao 1m6 ạ. Ok chị Anh Bụng này. Chị Anh Bụng ạ, không có màu xám đâu. Màu em đang mặc là màu đen chị nha. Màu em đang mặc là màu đen ạ. Em 48 cân các chị nha. Cho em xem hồng phấn. Ok len body nhũ thì là 58 cân quay đầu mình mặc vừa các chị nha. B51 và người. Ok chị Tường à? Chị Tường Tường VV nha. Ủa, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Lâm Nguyễn ok gì? Áo vàng cầm tay dạng ngắn B50. Ok chị ơi kèm địa chỉ giúp em đi. Các chị lưu ý giúp em này, hàng về không có nhiều số lượng thôi các chị ơi. Mình phải comment đầy đủ giúp em. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ thì bên em mới chốt hàng được các chị nha. Chị ơi 47 cân mặc vừa, không 47 cân thì mặc như em rồi chị ơi, không phải lăn tăn nha. 53 cân, cao 1m58 mặc vừa chị nha. Váy đang mặc 47 cân, 47 cân thì mặc như em chị nha, 47 cân mặc như em luôn ạ. Dạ ngắn màu vàng lăn, Nguyễn ơi comment là B51 vàng nghệ, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Đầy đủ mã, màu số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị bé nhỏ bé tí ơi, chị phải comment là B61 màu cộng với lại B51 màu hồng, màu hồng da, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi nha. Ok chị Hoa Nguyễn Thị Bích này, chú đâu nói chị nha. Còn áo len trùng len đầu em chị ơi, len này là 250.000 nha. Váy đang mặc 250.000 các chị nha. Váy đang mặc là mã là B61 giá 250.000 ạ. Dạng ngắn màu đỏ chị ơi. Lê Thị Thanh Thanh ơi, màu đỏ đâu thì không còn chị nha, chỉ còn cam đất thôi ạ.
60 cân thì không mặc được, 60 cân thì mình mặc sang set suông cho em nha chị nha, set suông cho em đi ạ. Váy đang mặc là 250.000 và 58 cân quay đầu mặc vừa, mã là B61 các chị nha. Ok, em chào chị Sumi Thảo này, em chào chị Sumi Thảo nha. Em lấy màu xanh rêu chốt đơn cho em chưa chị? Đập nát quá khứ ơi, chị phải comment là B51. B51 màu xanh rêu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha, chị đập nát quá khứ nha. Ok, tất cả các chị nha. Váy của mình là hai cái sô cô la cam đất nha. Ok chị Mai 50, chị phải comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. 46, 48 ạ. Ok chị Bùi Hương, chốt đơn cho chị Bùi Hương nha. Ok Đặng Kim Thu này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Kèm địa chỉ giúp em đi chị ơi. B61 màu đen, B51 hồng phấn. Ok chị ơi, kèm địa chỉ giúp em đi chị bé tí ơi. Chị bé tí ơi, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Em mặc màu xanh rêu, ok em sẽ mặc màu xanh rêu nha. Váy màu đỏ đây các chị ơi, váy màu đỏ đây ạ. Đây đây màu đỏ đô nha. Đây ạ. Đấy chị nào lấy màu nào thì mình comment mã là B61, giá là 250.000 nha. Ok cho đơn cho chị Yến Vi này. Ok chị cho đơn cho chị Láo Xoáy Nhi nha. Chị chốt đơn cho em chưa? Em gửi địa chỉ rồi. Lên Mai ơi, phải đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ thì bên em mới chốt các chị nha. Váy body màu nhũ màu đen chị Cherry Bùi ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. 250.000 mã là B61 nha. B51 dạng ngắn màu vàng. Ok Nguyễn Thanh kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Váy đang mặc là màu đen không phải màu xám đâu các chị ơi. Body nhũ màu đen nha. Đấy chị nào lấy màu nào thì mình comment đầy đủ này. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em đi ạ. Không áo giả thì mã là B51, giá là 300.000 nha. Váy đang mặc thì là 250.000, mã là B61 cho chị nha. Có áo váy lên 40 cân, 40 cân mặc được chị ơi, 40 cân mặc đẹp luôn chị nha. Đây màu vàng nghệ đấy ạ. Màu vàng nghệ nha. Đấy các chị ơi, mình comment đầy đủ này. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ này. Hoa Lan ơi, lấy B51 màu gì, kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Ok chúc đơn chị Hằng Nguyễn nha, B51 vàng. Ok chị Vân, chị Viên Violet ơi là phải vàng nghệ, kèm địa chỉ giúp em nha. Ok Trần Mỹ Nga, cảm ơn chị Trần Mỹ Nga này. 1m50 mặc sợ dài chị ơi. Chân váy bao nhiêu? Không dài đâu ạ. Chân váy bao tiền? Chân váy này á? 170 đúng không? Vâng, hình như 170. B51 màu vàng chị ơi, kèm địa chỉ giúp em nha. Phải comment là vàng nghệ đấy ạ. Comment vàng nghệ giúp em, đúng màu giúp em nha. Váy đang mặc có màu hồng không? Không có hồng chị ơi. 1m55 mặc vừa chị, trái tim bị mất nha. Mặc vừa luôn. Quay người cho ngắm đây. Ok. Đây ạ. 3 món thì bớt cho. Đây tất cả đây các chị nha. Rất là đẹp luôn. Món B51 vàng, Hà Lan ơi vàng nghệ, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Ok chị Hoài Hy Vọng, cho đơn Hoài Hy Vọng nha. Áo len tay lông kèm màu, kèm địa chỉ giúp em chị Đỗ Dịu ơi. Máy mình hết pin rồi, tiếc thật không. Ok chị Lê Thanh Thanh nha, rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Nhà em hôm nay về cái dạng ngắn này mới về hàng các chị nha. Đấy mình mua thì mình comment đầy đủ giúp em này. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị quay đằng sau em xem. Ok chị ơi, đằng sau đây ạ. Đằng sau đây chị nha. Đây. Đấy đằng sau đấy ạ. Áo dạ thì là 300.000, váy len bên trong thì là 250.000 chị nha. Vàng nghệ ok Thuần Nguyễn này, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi. 52 cân 1m62 mặc đẹp hơn em chị Ngọc Yến nha. Mặc đẹp hơn em luôn ạ. Có len kẻ, có áo 60 cân chị ơi, 60 cân thì một lát nữa em lít qua dạ dài chị xem dạ dài giúp em chị nha. Ok chị Viên Violet này, ok chị ơi cho đơn cho chị nha. Áo là 300.000 ạ. Ok chị Đỗ Cảnh nha, cho đơn chị Đỗ Cảnh này, chốt đơn cho em chưa chị Láo Sánh Nhi, cho đơn cho chị rồi nha. Áo này màu đỏ đâu, không còn màu đỏ đâu chị ơi, còn màu gì em like màu đấy thôi các chị nha. Còn màu gì like màu đấy thôi ạ. Ok Uyên Uyên này, chốt đơn cho Uyên Uyên nha. Chị Thi Hoa Phạm ơi, đầy đủ thông tin thì em sẽ chốt đơn cho chị nha. Ok chị Lan Nguyễn, chốt đơn cho chị Lan Nguyễn này. Dạ ngắn em xem chị ơi, dạ ngắn đây ạ. Dạ ngắn lên các chị nha. Áo len tay lông màu rêu, ok Đỗ Dịu kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Chốt hai đơn hàng giúp em nhé. Ok chị Bùi nha, đầy đủ thông tin em sẽ chốt hàng với các chị. Ok Đỗ Cảnh nha, cảm ơn chị nha. Váy len bao nhiêu chị ơi? Váy em đang mặc thì là 250.000. 250.000 len body nhũ này, mã là B61 các chị nha. B61 này giá là 250.000 nha. Cho mình có được xem hàng. Chị ơi mình được kiểm tra hàng mới phải thanh toán, các chị yên tâm nha. Đầm đang mặc là 250.000, mã là B61 ạ. Len body 43 cân cao 1m60 mặc đẹp nha chị nha. Dạng ngắn thì là 300.000 ạ. Các chị ơi thông cảm với em phải nói cực kỳ là nhanh để trả lời các comment của các chị. Nếu mà em nói chậm thì các chị sẽ không sẽ bị trâu rất nhiều comment. Các chị thông cảm giúp em nha. 300.000 với 250.000, cả set là 550.000 các chị nha. Dạ ngắn có màu, chị ơi có màu hồng da thôi chị nha, có màu hồng da thôi ạ. Ok cho đơn cho Phương Linh này. Áo dạ này thì là 54 cân quay đầu mặc vừa. Ok chị Thảo Đoàn, cho đơn cho Thảo Đoàn nha. Áo dạ bao nhiêu tiền chị ơi? Áo dạ này là 300.000 các chị nha. Áo dạ này thì là 300.000 một áo này. Đây em có thể mặc tất cả các màu để các chị xem nha.
Mình liếc qua tất cả các màu để các chị xem và chọn lựa màu xanh rêu đây ạ. Này, váy bạn lấy màu gì? Ship Trương Mỹ chị ơi, bên em ship nội thành Hà Nội đồng giá là 20.000, ship đi ngoại thành và tất cả các tỉnh ship code đồng giá 30.000 các chị nha. Áo kaki chị ơi, không có kaki, em có cái gì em bán cái đấy, các chị đừng hỏi sang mã khác nha, tại vì bên em có cái gì em sẽ bán cái đấy rồi. Các chị cứ yên tâm, em sẽ list dần dần, một lát nữa em sẽ list qua dạ dài nha. Ok, cho tôi là chị Trang Nguyễn này. Len đang mặc có những màu gì chị ơi? Len đang mặc à? Len đang mặc thì có 4 màu các chị nha. 4 màu này. Màu này là màu đỏ này. Màu này màu bò này. Mấy tiền? 250 ạ. Màu này là màu nâu sô cô la nha. Váy body nhũ thì có 4 màu đấy các chị ơi. Các chị chọn đi nha. Mã là B61, giá là 250.000 một váy thôi. Chốt cho Thảo Đoàn đi. Ok, Thảo Đoàn ơi, đầy đủ thông tin em chốt đơn cho chị nha. Ok, Thuần Nguyễn này, chốt đơn Thuần Nguyễn nha. Váy body đang mặc không hề bay các chị nha, cỏ mới giặt quay thoải mái luôn. Ok, xin chị, ok Lan Nguyễn nha, đầy đủ thông tin giúp em ạ. Mã kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nha. Chị Lan Nguyễn nha, chị Lan Nguyễn ơi, đầy đủ thông tin giúp em đi ạ. Cả bộ set là 550.000, đúng rồi các chị nha. Ok chị, ok chị Trần Lan, chị Xuân Lan này, cho chị xem lại vàng đi chị. Ok, xem lại vàng nha, đồ vàng nghệ đi ạ. Hai cái 250. Ok, vàng nghệ đi các chị nha. Và cái váy này là 280. Mặc thử màu rêu, ok, sẽ mặc thử màu rêu các chị nha. Em sẽ mặc thử màu rêu đấy ạ. 250 tổng là 750. Có chị ơi, mình comment đầy đủ giúp em. Váy hôm nào và quảng cáo còn. Váy gì à chị ơi? À, có áo alo, ok chị nha. Các chị ơi, lưu ý giúp em nào. Cái áo này vừa vào trong này. Đâu, cứ cho váy cô chứ. Cô ra kia hộ cháu bay chứ mày chứ. Ôi cô chứ. Ơi, cô cho ra kia cô tính cháu nó ổn quá. Ok tất cả các chị nha. Len đang mặc là 250.000 một váy các chị nha. 250.000, mã là B61 này. Ok chị bé nhỏ bé tí nha, chốt đơn cho chị ạ. Đầm chị đang mặc bao nhiêu ạ? Đầm em đang mặc là 250.000 nha. Ok, trái tim bị mất ơi, em thấy đơn của chị rồi. Chốt mình váy body nhé, không lấy áo dạng ngắn. Ok, chị thích cổ gà ơi, cứ đầy đủ thông tin số điện thoại là em sẽ chốt hàng cho chị nha. Có váy yếm không à chị ơi? Có yếm nha. Có yếm ạ. Đây em mặc thử màu xanh rêu cho các chị xem này, em sẽ list qua tất cả các màu và sau đấy là em sẽ list qua dạng dài cho chị nha. Dạng ngắn có nơ là 300.000 một áo B561 màu đỏ. Ok chị, trái tim bị mất, kèm số điện thoại để chỉ giúp em đi chị ơi. Body có loại dài hơn không chị ơi? Chị cao bao nhiêu mà chị thích loại dài hơn chị ơi? Cái này là loại dài nhất rồi nha, không có loại dài hơn đâu ạ. Cho em hồng phấn à? Không có hồng phấn đâu chị ơi, chỉ có hồng tím và hồng da thôi. Chị lấy màu gì thì comment B51 kèm màu kèm số điện thoại để chỉ giúp em đi ạ. Ok chưa các chị ơi, set yếm à? Set yếm thì là 280.000 nha. Ok Uyên Uyên này, chúc đơn cho Uyên Uyên ạ. À, váy 68 cân không vừa đâu chị ơi. Váy này thì 58 cân quay đầu thôi ạ. Trần Ngọc ơi, kèm địa chỉ và mã màu giúp em đi nha. Ôi chị Lê Hương Giang ơi, chị phải đầy đủ thông tin thì em mới chốt cho chị nha. Đấy các chị nào đầy đủ thông tin là em sẽ chốt hàng rất là nhanh. Cái này là bao nhiêu shop chị ơi? Áo dạ thì là 300.000 và 54 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa. Mã là B51. Chị nào lấy thì mình phải comment đầy đủ mã màu, số điện thoại, địa chỉ giúp em nha. B51 này, đây màu xanh rêu đây ạ. B5 dạ, 280 ạ. 28 set ạ. Váy bao nhiêu chị ơi? Váy len body nhũ bên trong thì là 250.000 chị nha. Chị ơi, hồng da đây có hai màu hồng đấy ạ. Có hai màu hồng các chị nha. Có hai màu hồng này là màu hồng da. Đây, hồng da và màu hồng hồng tím nha. Đấy, hồng da và hồng tím này. 51 các chị nha. Mã là B51 ạ. B51 nha. Số điện thoại ok, chị Minh Châu phun xăm này, kèm địa chỉ giúp em với chị ơi. B61 màu đen nhũ ok, Yến Vi kèm địa chỉ đi ạ. Dạ ngắn màu rêu Bùi Thị Toan ơi, kèm địa chỉ giúp em nha. Các chị ơi, mình phải comment đầy đủ này, số điện thoại này, địa chỉ này. Đấy, đầy đủ thông tin, mã màu thì em mới chốt hàng được nha. Ok, chị heo Thảo nha, B51 rêu kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Em thấy chị Nguyễn Thùy Thư này. Chị ơi, em thấy chị, nhìn thấy chị nhưng chưa nhìn thấy đơn hàng của chị nha. Chị Xuân Lam ơi, làm gì có B52 chị ơi. Em đang bán là B51 mà, mã là B51 chị nha. B51 màu vàng nghệ, kèm địa chỉ giúp em đi chị Xuân Lan ơi. Chị nhầm mã rồi ạ. B51 màu da, hồng da nha chị Hương Giang nha, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Uyên Uyên nha, 46 cân mặc vừa chị nha, 46 cân mặc vừa. Dạ trên canh ok, dạ trên canh em sẽ mặc luôn màu trên canh nha, 40 cân mặc vừa nha. 300.000 một cái áo dạ nha. Rồi, cảm ơn bạn nha. 300.000 mã là B51 các chị nha. Đây ạ, B51 màu xanh rêu này. Ok chị Bùi Thị Toan chốt đơn Bùi Thị Toan nha. Ok chị Minh Châu phun xăm này. Ok chị chốt đơn cho chị nha. Ok chị Minh Châu. Em thấy chị Bích Trâm Phạm này. Ok chị cho em xem áo len chị đang mặc. À ok chị ơi, đằng sau đây ạ. Đằng sau thì nó chả có gì đâu. Nó là váy len trơn mà. Đây body nhũ trơn thôi, nó không có một cái gì đằng sau cả. Chị
Chị ơi mặc màu nâu đất đi. Ok em mặc màu nâu đất xin canh nha. Em sẽ mặc màu nâu đất xin canh ạ. Ok chị Vũ Thị Mai nha, B51 hồng tím kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Kèm địa chỉ giúp em nha chị Hồng Mai nha. À, cho màu áo dạ dài đi. Ok một lát em sẽ clip qua dạ dài, em clip qua tất cả các màu dạ ngắn xong em sẽ bán sang dạ dài nha. Ok thơm nghiêm này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Dạ vàng dài gửi cho chị chưa gửi rồi, chị Nguyễn Điệp ơi gửi hàng rồi nha. Ok Hạnh Trần này, chốt đơn cho chị Hạnh Trần. À chị Hạnh Trần ơi chị phải kèm số điện thoại giúp em nha. Chị Hạnh Trần ơi, chị kèm địa chỉ giúp em nha. Chị kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Em có thấy chị Mimi Nguyễn này. Ship bao nhiêu chị ơi? Ship nội thành Hà Nội là 20.000, đi ngoại thành đồng giá là 30.000 các chị nha. 52 cân mặc được các chị nha. Ok Minh Châu Phun Sam chốt đơn cho chị nha. Mình được kiểm tra hàng mới phải thanh toán các chị yên tâm này. Body nhũ băng mặc là 250.000, mã là B61 các chị nha. B61 250.000. Ok chị ạ. Ok chị Thế Anh Mùi nha, đặt rồi thì có đơn rồi chị nha. Chốt đơn cho em chưa bé nhỏ bé tí ơi, em chốt đơn cho chị rồi nha. Đây màu nâu đất đẹp, cực kỳ là đẹp các chị ơi, dạ F2 lớp đây. Em có thể lại gần camera cho các chị xem chất này, cực kỳ là đẹp luôn. À, váy đang mặc. Chị Thủy Trần ơi, chị phải comment là B61 đen kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Body đang mặc là 250.000, dạ ngắn chị Diễm Trang ơi kèm màu kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok, dạ dài em sẽ mặc qua dạ dài các chị yên tâm nha, em sẽ click qua dạ dài ạ. Body đây ạ. Body nhũ đây các chị nha. B61 này. Mã là B61, giá là 250.000 một váy thôi. Hỏi mãi không trả lời, chị Huyền Thư ơi. Thực sự là comment trôi quá là nhanh, em đọc không kịp, các chị thông cảm giúp em nha. Đấy, chị Nhật Lệ Huyền, chị vừa mua hôm qua 400.000, đúng rồi. Ở ngoài, các chị ơi, ở ngoài không bao giờ có giá dưới 400.000 đâu. Áo dạ này không bao giờ có dưới 400.000, các chị có thể so sánh chất thoải mái luôn. Đấy, bên em tự tin về chất, tự tin về giá nha. Chốt đơn cho em chưa, chị Tường Vivi ơi, em chốt đơn cho chị rồi nha. Em chốt đơn chị rồi ạ. Hôm trước mình đặt hàng đã gửi cho mình chưa? Mỹ Đảm ơi, bên em gửi hàng rồi nha. Mình được dở hàng ra kiểm tra rồi phải thanh toán các chị nha. Đúng rồi, nếu như mà không giống, không đúng màu, đúng mã này, hoặc vì lỗi mình có thể giả lại các chị nha. Dạ đang mặc là 300.000 ạ. B61 mình một cái nhé. Ok Thương Thương kèm màu kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Chị Thương Thương ơi kèm địa chỉ giúp em nha. Ok, người bạn đẹp thế à chị ơi, không phải người đẹp đâu mà là do quần áo đẹp nha. Người đẹp vì lụa đấy ạ. Người đẹp vì lụa chứ lụa không đẹp vì người đâu các chị ơi. Quần áo đẹp nên mình mặc lên mới đẹp được đúng không ạ? Chốt cho em chưa chị Ngọc Trinh Trần, em chốt cho chị rồi nha. Các chị ơi dạ ngắn thì là 300.000 nha. Em thấy chị Phạm Hồng Linh này đấy. Ok Hoàng Hương Giang, chốt đơn cho Hoàng Hương Giang này. Ok chị Hương Giang nha. Chị Thanh Tuyền ok, chốt đơn chị Thanh Tuyền này. 1m57 50 cân mặc vừa chị Gia Vũ nha. Đây màu nâu đất đây ạ. Chốt cho chị Mai Mỹ Nhân rồi chị nha. Shop ở đâu ạ? Chị ơi shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội ạ. 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội các chị nha. Váy đang mặc thì là 250.000. Em ơi. Đấy các chị ơi. Chị Bùi Thị Toan ơi, chị hỏi gì chị ơi? 42 cân mặc vừa các chị nha, 42 cân mặc vừa, 46 cân mặc vừa luôn nha. Dạ ngắn có kiểu cổ tròn. Chị ơi không có kiểu cổ tròn đâu. Địa chỉ ok Thương Thương chốt đơn cho Thương Thương này. Ok lên mai chốt đơn chị lên mai rồi nha. Đây ạ, màu này là màu nâu đất nha, rất nhiều chị hỏi màu nâu đất, em mặc màu nâu đất luôn đấy ạ. Màu nâu đất nha, B51 này giá chỉ có 300.000 thôi. 300.000, mã là B51 các chị nha. Dạ ngắn 300.000 thôi ạ, 50 cân mặc vừa nha, chị Hào Nguyên nha. 50 cân mình mặc vừa. Váy có mấy màu chị ơi, váy thì có 4 màu này. Màu nâu sô-cô-la này, vàng bò này, màu đen này, màu vàng bò và màu đỏ đô chị nha. Đấy tất cả các màu của váy đấy ạ. B51 vàng nghệ ok chị Mít và Su nha. Kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Em 72 không mặc vừa đâu chị ơi. Ok Lê Mai nha. Ok Trần Oanh này. Trần Oanh ơi comment là màu nâu 51 màu nâu kèm địa chỉ giúp em nha. Dạ ngắn có màu nâu, màu vàng nghệ, màu hồng da, màu hồng tím, màu cam đất. Đấy không có quy sừng đâu chị ơi. 1m50 51 cân mặc vừa nha chị Phạm Mơ nha. Ok chị 57 cân không mặc vừa đâu ạ. Ok chốt đơn chị Hoa Tuyết này, đầy đủ rất đầy đủ thông tin, em cảm ơn chị Hoa Tuyết nha. Màu hồng da chị Bích Trâm Phạm ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Thêm một comment là B51 kèm địa chỉ giúp em nha. Shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội ạ. Dạ ngắn màu nâu đất. Ok chị Anh Ngọc Hà này kèm địa chỉ giúp em đi chị ơi. Ok Thiên Vũ Hoàng chốt đơn Thiên Vũ Hoàng nha. Ok Lương Kiều Hoành này kèm địa chỉ đi ạ. Ok Vũ Thị Mai nha. Ok luôn Lan Hương Hoàng này kèm địa chỉ giúp em ạ. Các chị ơi dạ này thì chỉ có một size và 54 cân quay đầu mặc vừa, 54 cân mình mặc vừa chị nha. Váy len bên trong thì là 250.000 ạ. Ok Lê Hòa này chốt luôn cho Lê Hòa nha.
Váy bên trong 250.000 các chị nha. 250.000 ok miến lê này. Chị miến lê kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok chị Bắc Bé Bỏng này, cho đơn cho Bắc Bé Bỏng nha. Ok em thấy comment của chị thích cổ gà rồi nha. 55 cân mà mình cao trên 1m6 mình mới mặc vừa đấy ạ. Lấy dạng ngắn màu nâu đất ok Hạnh Nguyên này. Kèm địa chỉ và số điện thoại giúp em đi ạ. 300.000 một áo các chị nha. Em chốt cho chị Lê Thị Mỹ Quyên rồi. Ok chị Nguyễn Hằng nha, cho đơn cho chị Nguyễn Hằng này, cho đơn cho chị Trần Oanh này. Ok các chị nha. Đấy, bây giờ nếu mà các chị muốn xem thân dạ dài thì em sẽ click qua dạ dài cho các chị xem nha. Đấy, các chị muốn xem thân dạ dài thì em sẽ click qua mẫu dạ dài cho các chị xem luôn đấy ạ. Có dạ dài các chị nha, có dạ dài đấy ạ. Mặc set yếm đi chị ơi, set yếm thì em sẽ để mannequin ra cho chị xem nha. Ok chị Trần Oanh ạ, cho đơn cho Trần Oanh này. 65 cân không mặc được dạ ngắn đâu chị ơi. À, chị tư vấn cho em da em không được trắng em lấy màu gì? À chị Phạm ơi, nếu mà da mình không trắng mình lấy màu nghệ cho em nha, màu nghệ cực kỳ là tôn da luôn. Ok mến lê, cho đơn cho mến lê này. Ok cún trắng này 30 cân mặc vừa cho chị nha. 30 cân mình vẫn mặc vừa, nó là dạng form nhỏ luôn. Ok mến lê, cho đơn cho mến lê này. Lê Hoa ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Màu nâu đất ok da Vũ này, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Ok Lê Hoa ơi, đầy đủ thông tin em mới chốt được đơn nha. Ok cho đơn chị Bích Trâm Phạm này. Em đặt mãi mà không thấy lắm thì nhớ, nếu mà chưa có ai gọi điện thì chị đặt lại hàng giúp em nha. Chốt cho chị Hạnh Trần rồi ạ. Ok chị Mến Lê, cảm ơn chị nha. Áo len tay lông à chị ơi? Chị ơi áo len tay lông thì ở đây. Ok Trần Hương là 57 cân, là 57 cân thì chị ơi chị lấy sang body nha. Body thì comment là B61 kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Có tính ship không à chị ơi? Ship nội thành Hà Nội là 20.000, ship đi ngoại thành và các tỉnh đồng giá 30.000 nha. Váy bên trong là 250.000 thôi ạ. Ok chị thấy anh Bùi này, ok chị dạng ngắn B51 màu cam đất ok Xuân Hồ kèm địa chỉ giúp em nha. L72 không mặc vừa đâu chị Bùi Thị Toan ơi, nếu mà L72 mình không mặc vừa cái này đâu chị ạ. À L72 à, đây em kéo chị xem, nếu mà chị cảm giác mặc vừa thì chị mặc vừa nha. Đây kéo là nó như thế này nha, đây ạ. Ok chị ok Lê Hoa này, chúc đơn cho Lê Hoa nha. 1m50 49 cân mặc vừa chị Ngọc Trinh Trần nha, mặc vừa ok Giao Vũ kèm địa chỉ đi ạ. Màu đang mặc à, màu em đang mặc là màu nâu đất chị nha. Ok chị nha, các chị muốn đổi thì mình đổi. Chị Xuân Thao ơi, chị hỏi gì chị hỏi lại để em trả lời chị được không ạ? Đấy các chị ơi, comment đầy đủ giúp em này, mã kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nha. Ok dạng ngắn chị ơi lấy màu gì? Comment là B51 kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nha. Màu em đang mặc là màu nâu đất ạ. Đang mặc là màu nâu đất đó chị nha. Đấy chị nào lấy cái gì thì mình comment đầy đủ này, mã này kèm màu này kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Ok ok Bích Trâm Phạm nha, cho đơn cho Bích Trâm Phạm này. Ok Hạnh Trần ơi, đầy đủ thông tin giúp em đi ạ. 300.000 một áo nha, áo đang mặc là 300.000, mã là B51, màu em đang mặc là màu nâu đất các chị nha. Màu nâu đất này đây em. Ok Phương Thúy kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Len body nhũ thì là 250.000, mã là B. Len body nhũ là 250.000, mã là B61 nha. Chị Phương Thúy ơi kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị nha. Đấy đầy đủ thông tin giúp em ạ. Đây em mặc qua cái màu cam đất cho các chị xem này. Em sẽ click qua một chút cái màu cam đất, sau đấy thì em sẽ chuyển qua dạ dài các chị nha. Đấy click qua màu cam đất sau chuyển qua dạ dài ạ. Xét yếm bao nhiêu chị ơi? Xét yếm kia là B24 giá 280.000 chị nha. B51 dạng ngắn màu vàng nghề ok 45 cân mặc vừa nha chị Hương. Có dạng nha, mặc vừa luôn ạ. Dạng ngắn là 300.000. Đây ạ, màu cam đất đây các chị nha. Đây màu cam đất này rất là xinh. Đấy chị nào lấy thì mình comment đi ạ. Dạng ngắn 300.000 ok chị Tường Tường VV nha. Ok chị đổi hàng cho chị nha. Ok Nguyễn Liễu này, cho lời chị Nguyễn Liễu nha. Váy chị mặc bao nhiêu tiền? Váy em mặc thì là 250.000 chị nha. 250.000 mã là B61 này. Chị chốt hàng cho em nhưng mà em L72 sợ không vừa. Chị Bùi Thị Toan ơi, để em xem là nếu mà có bạn nhân viên chốt đơn chị hỏi lại xem là có vừa hay không giúp em chị nha. Nếu mà không vừa thì bạn chốt đơn chị hủy đơn giúp em, mà nếu mà vừa thì mình lấy nha. Lên bên trong nha. Miu Miu ơi comment là B61 đen kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Body thì có màu đỏ này, màu sô cô la và màu vàng bò nữa nha. Ok Hảo Nguyên này kèm địa chỉ giúp em. Ok Bích Trâm Phạm kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Váy nhũ 1m52 mặc không dài đâu chị ơi, mặc qua gối một chút thôi nha. Yến Phương ơi màu cam đất thì comment là B61 cam đất kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Các chị ơi em bán cái gì thì em đang mặc cái đấy em bán thôi, em không dơ cái khác ra tại vì là rất là bị rất là loạn nha, nên là bây giờ mình các chị đang comment mua hàng mà như thế thì rất là loạn. Đấy một lát nữa em sẽ biết qua, các chị yên tâm nha. Tối nay hàng sẽ đi luôn hoặc là sáng mai, chậm nhất là sáng mai hàng sẽ đi luôn các chị nha. 62 cân không vừa đâu ạ. Màu đang mặc là màu cam đất các chị nha. Chị ơi 50 cân cao 1m5. Cao 1m83 chị ơi, cao 1m83 thì mình mặc ngắn rồi không mặc được đâu. Chị Tâm Giang em chốt cho chị rồi nha. Ok Miu Miu cho đơn cho Miu Miu này. Áo đang mặc thì là 2
Áo đắp mặc thì là 300.000, mã là B51. Váy len bên trong thì có mã là B. Len bên trong thì có mã là B61, mã là ở đấy mã là B61 này, giá là 250.000. Đây ạ. Body nhũ đây các chị nha. Yến Phương ơi, B51, B61. B61 không có màu cam đất chị ơi, chị lấy dạ dài thì dạ thì có mã là B51 chị nha. B61 là váy bên trong đấy ạ. Chị nhầm mã rồi chị ơi. B61 cam đất đấy, lại chị này nữa. Chị Ngọc Diệp Phạm ơi, áo đang mặc có mã là B51, không phải là B61 các chị nha. Áo dạ là B51. Váy len body nhũ thì mới có mã là B61 nha. Các chị comment lại giúp em đi ạ. Mua áo dạ thì comment là B51 giúp em nha. 48 cân 1m57 mặc vừa chị nha. Ok, Nguyễn Liễu này đổi luôn nha. Ok, chị Hương cỏ dại, cho đơn chị Hương cỏ dại này. Em cao 1m6 của chị nha. Em cao 1m6 và nặng 48 cân ạ. Đây, em 48 cân và em cao 1m6. Body nhũ thì có mã là B61 và có tất cả 4 màu đấy các chị ơi. Ok, Nguyễn A, anh Nguyễn này kể, ok, vậy anh Nguyễn cho đơn cho chị nha. 55 cân, mình cao trên 1m6, mình mặc vừa này. Body nhũ thì là 250.000 thôi ạ. Body nhũ thì là 250.000 nha. Ok, chị Thảo Thanh Long em cảm ơn chị nha. 250.000 body nhũ này, áo dạ thì là 300.000, mã là B51 nha. Ok, đỏ đô. Ok, Hồ Bảo An này, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Chốt hàng cho chị với em nhé, Xuân Hồ. Ok, chị chốt đơn cho chị rồi. Ok, chốt đơn thì đậm nát quá khứ này. Đen nhũ B61, ok, Thủy Trần kèm địa chỉ đi ạ. B51 có màu rêu chị Thanh Hương nha, có màu rêu, chốt đơn cho chị nha. B51, Ngọc Diệp Nguyễn ơi, kèm màu, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Có về ship không à, về ship khi mình mua từ 2 sản phẩm trở lên chị nha. Có cho chị một áo dạ cam đất đi, ok. Ok, Thảo Phương ơi, kèm địa chỉ giúp em nha. 1m50, 40 cân mặc vừa áo dạ nha, chị bé xíu nha. Dạ đang mặc là 300.000. Không chị ơi, cái này là dài hết mà, làm gì có cái dài cái ngắn đâu chị ơi, cho em cầm thôi đây. Nó là dài hết mà đây. Body nhũ màu xám và màu nâu chị ơi, chỉ có màu đen và màu nâu sô cô la, không có màu xám chị Trang Thu Nguyễn nha. Chị lấy thì chị comment là B61 màu đen cộng với màu sô cô la kèm xéo điện thoại địa chỉ giúp em chị Trang Thu Nguyễn nha. Ok, cho đơn là chị Thương Thương này, chị lấy áo em mặc ở trong 57 cân. Chị Trần Hương ơi, comment là B61 đen kèm địa chỉ giúp em ạ. Ok, cho đơn chị Yến Phương nha, 42 cân mặc vừa chị nha. Đấy, 42 cân mặc vừa luôn ạ. Váy body 60 cân không mặc được đâu chị nha. Có màu đỏ không chị? Áo dạ không có màu đỏ nha. 43 cân 1m52 mặc vừa. 54 cân váy body nhũ mặc vừa chị Trần Oanh nha. Body là 250.000 các chị nha. Đây, body nhũ là 250.000 này. Mã là B61. Áo dạ em đang mặc thì có mã là B51, giá là 300.000 nha. Đây, body áo dạ thì là em đang mặc là màu cam đất ạ. Áo đang mặc là 300.000, mã là B51 các chị nha. Body nhũ thì là 250.000, em nhắc đi nhắc lại rồi. Body nhũ thì là 250.000. Chị 57 cân áo mặc vừa không, 57 cân không mặc vừa áo dạ đâu chị ơi. 57 cân mặc vừa váy body nhũ thôi chị nha. Váy body nhũ 56 cân mặc vừa chị Lệ Hoa nha, mặc vừa luôn ạ. Đấy, mặc vừa thì em sẽ nói là mặc vừa, còn không mặc vừa thì em sẽ nói là không mặc vừa các chị nha. Đấy, bây giờ em sẽ đít qua một lát dạ dài để mình chọn các chị nha. 1m549 cân mặc vừa chị Thanh Tuyền ơi. Cho mình dạ ngắn ok, Yến Phương cho đơn cho chị rồi nha. Ok, Hồ Bảo An này, cho đơn cho Hồ Bảo An nha, dạ dài đi. Ok, em sẽ cho sang dạ dài chị nha. Hai sản phẩm là được miễn phí ship, mình cứ mua hai sản phẩm là mặc định được miễn phí ship rồi các chị nha. Đấy, cứ mua hai sản phẩm là được miễn phí ship rồi đấy ạ. Đây, bây giờ em sẽ đít qua dạ dài đấy ạ. Em sẽ đít qua dạ dài luôn các chị nha. Dạ dài thì dạ dài bên em hiện tại còn 4 màu các chị nha. Dạ dài thì hiện tại còn 4 màu này. Màu em đang mặc em sẽ đít từng màu một để mình chọn nha. Ok, chị Đỗ Dịu này. Chị Đỗ Dịu ơi, tay lông màu gì chị ơi? Chị xem tay lông màu gì để em cho chị xem ạ. B61 đen và nâu đất. Ok, Trang Thu Nguyễn kèm địa chỉ giúp em nha. Ok, Ngọc Diệp Nguyễn kèm địa chỉ đi ạ. B61 và B51 Mundo ơi, kèm màu kèm địa chỉ giúp em đi ạ. 46 cân mặc vừa chị nha, 46 cân mặc vừa. Ok, Bùi Thị Toan nha, em kiểm tra cho chị ạ. 56 cân cao 1m55 mặc vừa body nhũ chị nha. 1m50 mặc vừa. Váy đang mặc là 250.000, body chị mặc là bao nhiêu? 250.000 chị nha. Ok, Thảo Phương này, cho đôi cho chị Thảo Phương nha. Ôi chị ơi, thực sự là em không nói nhanh thì các chị sẽ bị trôi mất comment, thực sự là không trả lời kịp đâu các chị nha. Đấy các chị, thế bây giờ các chị cứ comment đầy đủ này. Mã kèm màu kèm số điện thoại thì mặc định là chốt đơn rồi nha. Em không phải trả lời nữa thì mình cứ cần comment đầy đủ là em sẽ chốt đơn rồi các chị nha. Để tránh trường hợp là em nói nhanh các chị không nghe được đấy ạ. Ok, chị Lương Kiều Hạnh này, chốt đơn Lương Kiều Hạnh nha.
Kiểm tra vòng eo cho chị nhé. Ok Bùi Thị Toan nha. B61 đỏ mun đỗ ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Cái này đẹp đấy. Đúng rồi chị ơi, cái nào cũng đẹp nha. Cho em body màu ok Trần Oanh dục đơn cho chị này. Dạ dài 40 cân mặc được chị nha. Ok em list sang dạ dài đây các chị ơi. Dạ dài em đang mặc là màu cam đất nha. Đây. À đỏ cam rồi, em đang mặc là màu đỏ cam này. Dạ dài màu đỏ cam các chị nha. Ok Trần Thị Mỹ Nga này. Chào chị yêu nhé, chúc chị bán hàng đất. Ok chị nha, em cảm ơn chị Trần Thị Mỹ Nga. Dạ ngắn bao nhiêu? Dạ ngắn thì là 300.000. Đấy các chị ơi, bây giờ bỏ qua dạ ngắn đi. Bây giờ chị nào đặt hàng thì mình vẫn đặt hàng bình thường. Body đang mặc thì là 250.000 nha chị Xuân Quyền nha. Ok các chị chưa? Bây giờ mình click qua dạ dài rồi. Dạ dài thì có mã là B45 này, giá là 390.000. Màu em đang mặc là màu đỏ cam các chị nha. Đỏ cam, áo dạ dài thì 65 cân quay đầu mình mặc vừa. Váy len bên trong em mặc thì là 250.000 các chị nha. Len bên trong thì là 250.000. Có màu đen này, màu đỏ này, màu vàng bò và màu nâu sô-cô-la. Đấy chị nào lấy màu gì thì mình comment đi ạ. 37 cân không mặc vừa đâu chị ơi. 37 cân thì sẽ rất là rộng cái áo dạ này. Nếu mà chị mà 37 cân chị lấy sang dạ ngắn giúp em nha. Em cao 1m6 và nặng 48 cân ạ. Áo trong em mặc thì chị ơi, áo trong em mặc thì là 250.000. Mã là B61 chị nha. Đây B61 này giá là 250.000. Body nhú đây ạ. Đấy chị nào lấy thì mình comment nha. Shop ở đâu? Shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội nha. Đây dạ dài đấy ạ. Dạ dài thì là 390.000. Mã là B45 các chị nha. Ok Xuân Thao này 63 cân mặc vừa chị ơi. Chị comment thêm cho em một dòng địa chỉ và màu đi ạ. Chị ơi comment thêm cho em địa chỉ và màu nha. 390.000 ạ. Màu vàng bò, không có vàng bò chị ơi. Em chưa hề nói có màu vàng bò nha. Nếu mà có màu gì em sẽ cho các chị xem màu đấy rồi. Nên các chị thông cảm giúp em là không có màu vàng bò đâu. Dạ dài thì còn 4 màu này. Ok Phương Bắc này, B60 màu đen chốt đơn cho chị nha. Ok chị Hải Vân Dương này. Tiền ship về Tây Sơn chị ơi. Tây Sơn là ở Đống Đa Hà Nội đúng không chị ơi? Nếu mà nội thành Hà Nội đồng giá là 20.000 thôi. B45 Phú Bình ơi, kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. 58 cân 1m63 chị ơi, lấy dạ dài này mặc cực xinh luôn. Áo len lông đi chị ơi, em không đít qua áo len lông đâu. Đỏ cam nhé. Ok chị Hải Vân Dương này, cứ đầy đủ thông tin kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Em bỏ cái áo dạ ngoài ra cho chị nhìn em mặc. Ok, à ok, chị muốn xem cái dáng váy bên trong à. Đây ạ, body nhú các chị nha. Bên trong là body nhú này. Đấy, chị nào lấy thì mình comment đi ạ. B61 này giá là 250.000 các chị nha. 250.000, mã là B61. Đấy, chị nào lấy thì mình comment là B61 này. Kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Len bên trong màu cam đất. Không có màu cam đâu chị ơi. Không có màu cam đâu. Ship về Bình Định thì 30.000 thôi các chị nha. Váy trong cho xem các màu ok. 68 cân không mặc vừa đâu chị ơi. B51 cam đất ok. Nguyễn Hằng kèm để chỉ giúp em đi ạ. Ship về Bắc Cạn là 30.000 Hoàng Hà nha. Ship về tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000. Đấy đi đâu cũng 30.000 đâu chị nha. Riêng nội thành Hà Nội là 20.000 thôi. Em cao 1m50 nặng 45 cân mặc vừa dạ dài. Không mặc vừa chị Kim Vân Nông nha. Mặc vừa luôn ạ. Em bao nhiêu cân? Em 48 cân đấy chị Kim Liên nha. Em 48 cân đấy ạ. Da em không trắng, mặc dạng ngắn màu cam đất được không? Mặc được Phạm ơi, nếu mà chị thích màu cam đất thì mình lấy màu cam đất. Còn nếu mà da mình mà hơi ngăm ấy thì em mặc màu cam đất hoặc là màu vàng nghệ cũng được chị nha. Hai màu đấy chị lấy màu nào cũng được đấy ạ. Đấy, dạ dài thì có đỏ tươi này, màu đỏ cam này, màu hồng đỗ nha các chị nha. Chị em xem dạng 58 cân chị ơi, 58 cân 1m63 em vừa mặc xong đấy chị ơi. Len body cổ lọ em đang mặc đây là gì chị ơi? Body cổ lọ em đang mặc đây ạ. Ok mun đỗ này, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Còn xem len body không chị ơi? Xem len body là lộ body thì làm gì có set là chị ơi, chỉ có váy suông không? Váy suông set len thôi chứ làm gì có váy len body là set đâu chị. 63 cân mặc vừa body, không mặc vừa đâu chị ơi. Body 54 cân mặc được chị Vũ Bình nha. Ok Xuân Thảo này, ok Xuân Thảo cho đơn Xuân Thảo nha, đổi em dạng ngắn màu nâu đất ok chị Lê Hòa nha. Ok chị. Đấy các chị ơi, dạ dài thì có 4 màu này. Màu đỏ này, màu rêu này. Đây em cho các chị xem tất cả các màu của dạ dài nha. Màu rêu này. Màu đỏ tươi này. Đấy, màu rêu, màu đỏ tươi, màu cam, màu đỏ cam và màu hồng đỗ nha. Dạ dài thì là B45 giá 390.000 các chị nha. 46 cân mặc áo dạ, mặc vừa Phạm Hùng Linh ơi, mặc được luôn ạ. Áo dạ ngắn thì là 300.000, dạ dài thì là 390.000 chị nha. Mua hai cái là được miễn phí ship rồi chị Mundo nha. Đấy, mình mua hai sản phẩm là được miễn phí ship rồi, các chị yên tâm nha. Đấy, các chị lấy cái gì thì mình comment đi ạ. Cho em váy len dáng suông. Nguyễn Hồng ơi, len dáng suông chị xem bên trong áo đi. À chị, bên trong áo đây chị ơi, bên trong đây ạ. Cũng là dạng F2 lớp nha. Cũng là dạng F2 lớp chị ơi, len body nhũ đen ok Kim Liên này. Kim Liên ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Thơm Nghiêm, chốt đơn là Thơm Nghiêm nha.
Ok chị Tây Đậu ơi, Tây Đậu ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. 70 cân không vừa. Áo dạ chị ơi, ok chốt đơn Xuân Hồ này. Em cao 1m6 các chị nha. Em cao 1m6 thôi ạ. Đấy, chị nào lấy cái gì thì mình tăng lên đầy đủ này. Mã kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Áo dạ dài thì có mã là B45, giá là 390.000. Áo dạ ngắn thì có mã là B51. Đấy, dạ ngắn thì là B51, giá là 300.000 thôi. Thấy em không, Trần Thảo không có thấy chị nha. Em lấy áo len chị đang mặc, chị ơi lấy áo len em đang mặc thì căn len là B61 màu đen. Kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Đây ạ, len body nhũ nha. Đấy, body nhũ rất là đẹp. Chị mặc 1m63 58 cân mặc được chị Trang Trang Vi nha, không mặc không bị béo đâu chị ơi, mặc đẹp luôn. Ok chưa? Màu hồng mà chị ơi, không có màu hồng dạ dài thì có màu hồng đỗ chị nha. Ok Lâm Đình, cho đơn cho Lâm Đình này. Váy đang mặc có màu khác không? Có màu khác chị nha. 50 cân cầm 1m7 mặc được chị ơi, 64 cân mình mặc dạ dài cho em nha. Đây ạ, các màu của body đấy các chị nha. Đây ạ, màu nâu sô cô la này, màu đỏ này, màu vàng bò này và màu em đang mặc là màu đen nha. B45 đỏ cam ok út viên này, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Em không thay váy đâu các chị ơi. Đây, nếu mà thay là thay qua mẫu khác chứ còn một mẫu em không thay qua nhiều màu đâu. Áo dạ thì em có thể khoác được nhưng cái này phải đi vào trong thay đồ rất là mất thời gian. Ok chưa? Các chị ơi, mình xem màu thôi, body rất là dễ mặc, nó là một màu chứ nó không phối màu thì rất là dễ mặc nha. Em nặng 48 cân ạ. Áo len tay lông gel đi. Ok Đỗ Dịu ơi, màu gel ạ. Ok chị ơi, đây tay lông màu gel đây chị Đỗ Dịu nha. Đây ạ. Mã là B50 nha, giá là 250.000 cho chị Đỗ Dịu nha. Ok chị Mun Mun Đỗ, rất là nhiều Mun Đỗ này. Chị ơi, đây là màu hồng đỗ chị nha, hồng đỗ này chứ không phải là màu đỏ đâu, màu hồng nha, hồng đỗ đấy ạ. Bạn ơi mặc thử dạ rêu đi, ok, dạ dài rêu ạ, ok chị nha. Chị ơi, em dáng em bình thường mà em cao 1m6 thôi mà em 48 cân. Đấy các chị ơi, mình đặt hàng cái gì thì mình tăng lên đầy đủ này, mã kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Đây các chị bảo em mặc màu rêu sẽ mặc thử dạ dài màu rêu nha. Dạ dài này thì là 65 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa đấy ạ. Body dáng ngắn hơn không? Không có body dáng ngắn hơn chị nha. Body em đang mặc thì là 250.000, mã là B61 này. 53 cân mặc vừa chị nha. Ok chị Ngọc Hân, cho đơn chị Ngọc Hân nha. Áo chị đang cầm bao nhiêu? Áo dạ dáng dài đang cầm là 390.000, màu đang cầm là màu rêu các chị nha. Mã là B45 ạ. Đấy chị nào lấy cái gì thì mình comment đầy đủ giúp em là mã kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nha. Cho em coi dạng ngắn được không? Chị ơi, chị coi dạng ngắn màu gì chị Út Viên ơi, xem màu gì ạ? 40 cân mặc vừa chị nha. Chị ơi, dạ 50 cân 1m48 mặc vừa không ạ? Chị ơi mặc vừa, chị Nai Chu nha, mình mặc vừa. Áo len lông bao nhiêu? Phương Cúc ơi, áo len lông vừa xong thì là 250.000 chị nha. Dạ ngắn chị Lan Anh Hoàng, em xin chị Lan Anh Hoàng. Dạ ngắn bao tiền? Dạ ngắn thì 300.000 chị nha. Len body nhũ là 250.000. Ok Trần Oanh, em chưa đơn cho chị rồi nha. Cam đỏ B45 ok Trần Oanh này. B61 vàng ok Tâm Phạm, kèm để chị giúp em đi ạ. Có váy giống bạn đang mặc không? Chị ơi có nha, em có bán mà. Ok chị Phạm Hồng Linh này, cho đơn chị Phạm Hồng Linh nha. Váy là 250.000. Đây, cái body nhũ này thì là 250.000, mã là B61 các chị nha. B61 này giá 250.000. Ok chị Hảo Nguyễn nha, cho đơn chị Hảo Nguyễn này. B45 màu hồng gạch. B45 hồng gạch. Chị Trần Thao ơi, không còn màu hồng gạch đâu, chỉ còn màu hồng đỗ thôi chị nha. Kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Sướng, chị Sướng Bình ơi, chị comment là B61 màu đen là len body nhũ này, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Váy đang mặc có những màu gì? Có 4 màu đấy ạ. Nâu sô cô la này, đỏ này, màu vàng bò nha. Áo dạ xanh rêu giá là 390.000, mã là B45 các chị nha. Dạ ngắn màu cam đất ok Phạm Mơ nha, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Dạ ngắn có cam đất này, nâu đất này, màu hồng da, màu hồng tím và màu vàng nghệ nha. Chị ơi, màu cam đất dạ ngắn em rít qua rồi, bây giờ em không rít lại, bây giờ em viết sơ dạ dài cho chị nha. Ok chị Tâm Phạm, cho đơn Tâm Phạm này, dạ ngắn thì là 300.000 ạ. Em cao 1m6 các chị nha. Dạ màu xanh rêu. Đây chị ơi, đây là màu xanh rêu nha. Đây màu xanh rêu đây ạ, dạ dài nha. Áo vừa rồi mã bao nhiêu? Áo tay lông thì mã là B50 các chị nha. Áo tay lông vừa xong thì là B50, giá 250.000. Váy đen body nhũ này thì là 250.000, mã là B61 chị nha. Em không mặc lại dạ ngắn đâu các chị ơi, dạ ngắn qua rồi em không mặc lại đâu nha. Áo đang mặc thì là 390.000. Ok Trần Thảo này, cho luôn Trần Thảo nha, một dạ ngắn một dạ hồng da. Ok ha ha Nguyễn ơi, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Một dạ ngắn một dạ hồng da là chị ơi. Dạ ngắn chị lấy màu hồng da với màu gì thì chị comment đầy đủ số điện thoại và comment đầy đủ màu và địa chỉ giúp em nha. Em không mặc lại màu cam đất chị Hồng Linh nha, em mặc qua rồi, bây giờ em đi qua màu khác rồi, không mặc lại nữa chị nha, thông cảm giúp em. Tại vì là mình qua mẫu rồi thì mình sẽ không mặc lại nữa, mình lít qua mẫu mới rồi chị nha.
Váy body 250.000, mã là B61 các chị nha. Còn lại len tay lông, ok len tay lông đây ạ. Len tay lông mã là B50 giá 250.000 các chị nha. B50 đấy ạ. Đấy các chị ơi, mình lấy cái gì thì mình comment đầy đủ giúp em ạ. Váy trong em mặc là 250.000 chị nha. Sợ trẻ quá nên em chưa coi được dạng ngắn. Chị Út Viên ơi, chị xem dạng ngắn màu gì chị ơi? Thực sự là các chị ơi, dạng ngắn thì em đít qua rồi. Thêm B61 đen ok chị Thơm Nghiêm này, trước đây chị Thơm Nguyên nha. Chị ơi thử áo len lông đi, em không thử len lông đâu chị ơi, bây giờ không thử quang cũng khác đâu. Em bán cái gì em sẽ mặc cái đấy, tại vì là thực sự là nếu mà người này bảo thử cái này, người kia bảo thử cái kia, em không thể chiều hết được tất cả mọi người, nên là chiều được người này thì mất lòng người kia, nên em sẽ không mặc như thế. Bên em bán cái gì, mặc cái gì em sẽ bán cái đấy. Còn các chị muốn xem cái gì em sẽ cầm ra cho các chị xem thôi. Các chị thông cảm giúp em nha. Đấy, thông cảm giúp em ạ. Ok, bướng bỉnh nha. Tại vì nó có một mình em thôi mà em đi thay đồ cứ hết, thay hết cái váy này, thay đến cái váy kia, thì cả buổi thì chỉ đi thay đồ thôi, thì không nói chuyện được với các chị, không cho đơn được cho các chị đâu ạ. Ok, bướng bỉnh này, cho đơn cho chị bướng bỉnh nha. Áo dạ, bao nhiêu áo dạ thì là 390.000, B45 cam đất. Ok, Trần Thảo kèm để chỉ giúp em đi ạ. Em bỏ dạ sang chị vật phải ok chị nha, B45 cam đất. Chị ơi, B45 màu đỏ cam nha, không phải màu cam đất đâu ạ. Các chị comment nhầm rồi, không có màu cam đất. Áo len B45 không có màu cam đất nữa nha, hết cam đất rồi. Đây, màu đỏ cam đi ạ. B45 đỏ cam, các chị lấy màu cam đất, comment lại là đỏ cam giúp em nha, không có màu cam đất đâu ạ. Váy len len đang mặc đây, các chị ơi, đây em bỏ cho các chị xem này. Body nhú nha. Giá là 250.000, mã là B61 các chị nha. Váy len đen đang mặc thì là 250.000. Ok Hana này, hai dạng ngắn, một cam đất, một hồng dao. Ok chị. Ok chị Hana Nguyễn nha, cho đơn cho chị dạng ngắn thì là 300.000 các chị nha. Áo dạng ngắn màu hồng hương thu ơi, màu hồng tím hay hồng da chị ơi, kèm màu kèm để chỉ giúp em đi ạ. Body thì 250.000, B45 có màu bò, không có màu bò chị ơi. Ok, cho đơn cho Phạm Mơ nha. B45 màu cam đỏ, hộp đơn cho chị. Ok Trần Oanh nha. Đây màu đỏ cam đây ạ. B61 đen ok, Nguyễn Như Hảo này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Hai áo dạng ngắn cam đất và vàng nghệ nhé. Yến Phương ơi, kèm địa chỉ và số điện thoại giúp em nha. Xem lại hồng da. Ok chị ơi, hồng da đi ạ. Hồng da thì canh mặc đây chị ơi. Đây màu hồng da là một canh mặc các chị nha. Đấy, canh mặc màu hồng da đấy ạ. Chốt cho em nhé. Ok Phạm Mơ nha, chốt đơn cho chị rồi. Dạng ngắn xanh rêu với hồng tím nha. Út Viên ơi, phải comment đầy đủ số điện thoại địa chỉ giúp em nha chị Út Viên nha. Cho em xin thêm một dòng địa chỉ số điện thoại đi ạ. Em xem lại màu hồng da nào. Ok Hân Năng Nguyễn ơi, màu hồng da đấy ạ. Váy đang mặc có màu khác không? Có màu khác nha chị, giỏi thôi nha. Đây màu khác đây ạ, bốn màu nha. Màu nâu sô cô la này, màu vàng bò và màu đỏ đô tất cả các chị nha. Đây tất cả các màu đấy ạ, bốn màu này. Chốt cho em nhé. Ok Lan Đình ơi, cho đơn cho chị rồi nha. B45 màu cam ok Hương Nguyễn này, cho đơn cho Hương Nguyễn nha. Đây màu đỏ cam đây ạ. Nguyễn Như Hảo ok, B61 màu đen ok Nguyễn Như Hảo nha, cho đơn cho chị màu đỏ cam đây các chị ơi, dạ dáng dài màu đỏ cam nha. B45 này màu đỏ cam, giá là 390.000 một áo nha. Ok chị Dương Bảo Nhi này, B61 kèm màu giúp em đi chị ơi. Ok Thảo Nguyên nha. Ok Thảo Nguyên này, chị ơi phải comment là B61 màu đen giúp em đi ạ. Ok. Ok chị Trang bé, chị Thắng bé nha, kèm địa chỉ giúp em ạ. 76 cân không mặc vừa đâu các chị ơi, 76 cân không mặc vừa nha. Cho em xem lại. Mới mua được. Chị Út Viên ơi, chị muốn xem cái gì hả chị ơi? Đây màu da đây ạ. Áo màu da chị xem đây, em canh đang mặc chị nha. Bán cho chị váy em đang mặc nhé. Lên mến ơi thì chị phải comment là B61 màu đen, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị lên mến nha. Ok cho đơn chị Yến Phương này, em ơi váy body 65 cân có mặc vừa không? Chị Tony Ngọc ơi, mình không mặc vừa đâu ạ. V45 cam đỏ ok như ý Trần này, kèm để chỉ giúp em đi ạ. Ok Trần Thảo nha. Chị chốt giùm em chốt đơn cho chị Trần Thảo rồi ạ. Dương Bảo Nhi ơi, có màu đen này, màu nâu sô cô la này, đấy đen nâu sô cô la màu đỏ này và màu vàng bò nha. Đây bốn màu này, mã là B61, giá là 250.000. Dạng ngắn bao nhiêu? Dạng ngắn thì là 300.000 các chị nha. Dạng ngắn thì là 300.000, giá là mã là B51 dạng ngắn đấy ạ. Cho chị hỏi cái áo dạ màu vàng, gọi là màu vàng nghệ hay vàng à chị ơi, chị Thuần Nguyễn ơi, gọi là màu vàng nghệ nha. Dạ ngắn lúc nãy là màu vàng nghệ đấy ạ, không bị xù các chị yên tâm nha. 57 cân mặc vừa áo dạ em đang mặc nha. Dạ dáng dài B45 này thì là 65 cân bơi đầu mặc vừa này. Ok Lê Thị Mỹ Quyên nha. Hồng đỗ chị ơi, không phải hồng đào đâu, hồng đỗ nha. Đây em mặc thử màu hồng đỗ cho các chị xem này. Em mặc luôn cái màu hồng đỗ để các chị xem lên dáng cho nó, nhìn cho nó chuẩn các chị nha. Đợi em một tí ạ. B61 màu đen ok Thảo Nguyễn nha, chúc đơn cho Thảo Nguyễn ạ. Ok chị mặc thử màu nâu đất hộ em xem.
Ôi chị Dương bảo Nhi ơi, bây giờ em không giữ lại dạng ngắn đâu chị ơi, không giữ lại dạng ngắn đâu, bây giờ em sang dạng dài rồi chị ơi, thông cảm giúp em nha. Đây, màu này là màu hồng đỗ các chị nha, hồng đỗ dạng dài, mã là B45 này, 390.000 nha. Dạng màu cam vừa nãy cũng 390.000, mã là B45 nha chị Kari Nam Ngọc Anh nha. À, mang màu đỏ chị xem, ok đỏ tươi đi chị ơi, màu đỏ tươi đi ạ. Màu đỏ tươi đi các chị nha. Ok chị Thắng Bé, chốt đơn cho Thắng Bé này. Ok Như Ý Trần, chốt đơn cho Như Ý Trần nha. B61 vòng bò Lan Anh Hoàng kèm số điện thoại để chỉ giúp em nha. Chị ơi chốt cho em chưa bé xíu, em chốt cho chị rồi đấy ạ. Áo dạ đang mặc thì là 390.000 nha. 390.000, mã là B45, màu em đang mặc là màu hồng đỗ ạ. Màu em đang mặc là màu hồng đỗ các chị nha. Màu đỏ tươi này, hồng đỗ này, màu cam này, màu đỏ cam này và màu nó màu xanh rêu nha. Em đặt hàng bên chị rồi mà quên màu vàng tên gì, cho em xem hàng trước nhận nha. Ok Thần Nguyễn nha, mình được kiểm tra hàng mới phải thanh toán, các chị yên tâm nha. 70 cân không mặc được mẫu nào bên em đâu chị ơi, chưa có mẫu nào đâu ạ. Lấy màu đen cho em nhé. Dương Bảo Nhi ơi, chị lấy bên màu đen thì comment body nhũ đúng không ạ? B61 màu đen kèm số điện thoại để chỉ giúp em chị Dương Bảo Nhi nha. Dạng ngắn có nơ thì là 300.000 nha chị Hùng Thủy nha. 300.000 là dạng ngắn có nơ đấy ạ. Đấy, dạng ngắn có nơ thì là 300.000, dạ dài thì là 390.000, mã là B45 nha. Body nhũ thì là 250.000. Có mất phí ship không ạ? À? Ok, chị Tiếng Hàn inbox cho chị nha. Có mất phí ship không ạ? À? Chị ơi, ship nội thành Hà Nội là 20.000, ship đi ngoại thành và đi tất cả các tỉnh đồng giá 30.000 các chị nha. Chị ở đâu ạ? À? Shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội, không có màu đen đâu các chị ơi, không có màu đen đâu ạ. À. Đấy các chị ơi, mình lấy cái gì thì mình comment đầy đủ này. Chị thấy comment của em không Hương Thu ơi, có thấy comment của chị nha, em có thấy đấy ạ. Em có thấy nha các chị nha, cứ yên tâm ạ, đầy đủ thông tin là em sẽ chốt hàng rất là nhanh. Shop ở đâu ạ? À? Shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội. Đây, màu này là màu hồng đỗ này, B45 màu hồng đỗ, 65 cân quay đầu mặc vừa nha. Ok, chốt đơn Trần Hương này. Dạ ngắn 60 cân không mặc vừa đâu chị ơi. Đúng rồi, mua hai sản phẩm là được miễn phí ship các chị nha. Đấy, hai cái màu em đang mặc, màu đen nhé. Chị Xuân Thảo ơi, thì chị phải comment là B61, hai cái màu đen, kèm số điện thoại để chị giúp em nha. Mình mua hai sản phẩm là mình được miễn phí ship rồi, nên các chị lưu ý giúp em nha, comment đầy đủ giúp em ạ. Ok, cho đôi chị Hồng Nhung này. Có hồng tím thôi, không có tím nhạt đâu chị ơi. Body nhũ bên trong thì là 250.000, mã là B61 các chị nha. Áo dạng ngắn 58 cân không vừa đâu ạ, dạng ngắn 58 cân không vừa chị nha. Em có thấy chị Anh Khoa này, một bộ nơ chị bao nhiêu? Chị ơi, cái áo em mặc thì 65 cân quay đầu mặc vừa nha. Ok, cho chị màu hồng đỗ. Ok, chị Nguyễn Ngọc Ánh này. Ok, Nguyễn Ngọc Ánh ơi, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Bao nhiêu ạ? B61. B61 không có hồng đỗ các chị ơi. Len body nhũ thì mã là B61. Áo dạ đang mặc thì có mã là B45 nha. Đấy, B45. Áo dạ đang mặc là màu hồng đỗ là B45 nha. Ok, Tiếng Hàn ơi, chị gọi trực tiếp vào bên em đi ạ, hoặc là inbox cho bên em nha. Áo dạ bao nhiêu? Áo dạ thì là 390.000 nha. Đúng rồi, mình còn được kiểm tra hàng mới phải thanh toán, các chị yên tâm nha. Không có tay dài hơn đâu chị ơi, quay đằng sau chị xem. Ok, đằng sau đây ạ. Đấy chị nha, đằng sau đây ạ. Áo dạ đang mặc chị con Bố Luân ơi, chị phải comment là B45 hồng đỗ, kèm số điện thoại để chỉ giúp em nha, con Bố Luân nha. B61 bao nhiêu cân mặc vừa? B61 thì là 58 cân quay đầu mình mặc vừa các chị nha. Len body nhũ thì 58 cân quay đầu mặc vừa. Màu em đang mặc là màu hồng đỗ áo dạ các chị nha. Áo dạ màu hồng đỗ này, B45 Nguyễn Huyền, kèm màu kèm số điện thoại để chỉ giúp em đi chị Nguyễn Huyền ơi. Kèm màu kèm số điện thoại để chỉ giúp em đi ạ. Xét hiếm kẻ bên trong có mã là gì? À chị ơi, xét hiếm kẻ bên trong à? Kẻ nào nhờ? À xét hiếm kẻ thì có chân đua đua thì là B90 chị nha. Có sai không à chị ơi, cái này nó là free size và 65 cân quay đầu mình mặc vừa cái áo dạ này nha. B45 sang màu hồng đỗ, ok chị Như Ý Trần, ok chị nha. B45 cân mặc vừa không, Trần Thúy ơi, 45 cân mình mặc vừa nha. Có áo cổ lông không? Không có áo cổ lông đâu chị ơi. À, không có sai à chị ơi, không có sai, cái này là free size và 65 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa. Ok Nguyễn Huyền này, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Áo bạn đang mặc 50 cân mặc vừa nha các chị nha, 50 cân mặc vừa, màu em đang mặc là màu hồng đỗ ạ. Ok chị Nguyễn Huyền này, chị Nguyễn Huyền ơi kèm địa chỉ giúp em, lên mến ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok chị Thủy Phạm nha, ok chị, em cảm ơn chị rất là nhiều. Bao nhiêu tiền là chị ơi, áo em đang mặc áo dạ dài thì là 390.000, mã là B45 nha. Váy bên trong thì là 250.000, mã là B61 ạ. Đây áo dạ này thì là B45 này, giá là 390.000, body nhũ bên trong thì là B61,
giá là 3250.000 thôi. Ok, chốt đơn cho chị Nguyễn Ngọc Ánh ạ. B45 Ngọc Bích kèm màu, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi. Ok, Thanh Đình này, chốt đơn Thanh Đình nhá. Áo bên trong bao nhiêu chị ơi? Váy bên trong thì là 250.000 chị nhá. Hết chân váy đen rồi chị ơi, không còn chân váy đen đâu ạ. Áo dạ ngắn bao nhiêu? Dạ ngắn thì là 300.000 thôi ạ. Dạ ngắn 300.000 nhá. Dạ dài không có màu cam đất đâu chị ơi, dạ dài chỉ có màu đỏ cam thôi ạ. Dạ dài chỉ có màu đỏ cam các chị nhá, dạ dài đỏ cam đây ạ. Em cao 1m6, em cao 1m6 các chị nhá. Có dạ cổ vét không? Không có chị nhá. Hai cái màu hồng đỗ, màu đen. B45 ok Xuân Thảo ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Mình mua hai sản phẩm mình được miễn phí ship rồi chị ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Áo dạ có màu khác không à chị ơi? Có màu cam này, màu xanh rêu này, màu hồng đỗ và màu đỏ tươi nha chị nhá. B45 màu hồng đỗ ok chị Ngọc Bích, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Chốt cho mình hai cái nha, váy đen với dạ dài màu hồng đỗ nhá. Lê Thị Mỹ Quyên ơi, kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha chị nhá. Đấy, phải kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Màu vàng không có, dạ dài màu vàng hết hàng rồi chị nha. Ok Nguyễn Huyền này, chốt đơn cho Nguyễn Huyền nha. Đấy, Công Tuấn ơi, comment rất là thiếu văn hóa nha, rất là thiếu văn hóa luôn, chẳng biết là có được ăn học không mà comment rất là thiếu văn hóa. Váy có ngắn hơn không à chị ơi? Em không có váy ngắn hơn đâu. Cái này thì mình 1m50 thì mình mặc qua gối một chút thôi chị nha. Em mặc là trên gối rồi. Váy đang mặc là 250.000 chị nha. Ok Lê Thị Mỹ Quyên, em đầy đủ thông tin rồi, cho đơn cho chị nha. Ok chị Nguyễn Ngọc Ánh này, cho đơn cho chị Nguyễn Ngọc Ánh nhá. Ok Xuân Thảo nha, cảm ơn chị nha. Bùi Hương ok, cho đơn chị Bùi Hương này. Mang màu đỏ đô đi chị ơi, không có màu đỏ đô đâu ạ, chỉ có màu đỏ tươi thôi. Đây dạ dáng dài chỉ có màu đỏ tươi thôi các chị nha. Đỏ tươi B45 đây ạ. 58 cân mặc được Nguyễn Huyền ơi, 58 cân mình mặc được cả body nhũ, mặc được cả áo dạ dáng dài như em đang mặc nha. Không có dạ sát nách đâu chị ơi, không có dạ sát nách đâu ạ. Đấy các chị ơi, mình lấy cái gì thì mình comment đầy đủ này, mã kèm màu kèm số điện thoại để chỉ giúp em nha. Áo dạ đang mặc thì có mã là B45 giá là 390.000. Váy len body nhũ bên trong thì có mã là B61 giá 250.000 chị nha. Tay dài đen là cái gì chị Nguyễn Huyền ơi? Lúc đấy em đặt hàng nhầm dáng dài B45, cam đất có được chốt không hay comment lại đỏ cam? Chị Nguyễn Hồng Linh ơi, comment lại giúp em là B45 đỏ cam, kèm số điện thoại địa chỉ lại giúp em chị Phạm Hồng Linh nha. Đấy, mình phải comment đúng màu thì bên em mới chốt được các chị nha, đúng màu giúp em ạ. Ok cho nên chị Lê Mến này, ok cho nên chị Ngọc Bích nha. Chị mặc lại dạng ngắn, Quỳnh Hoa ơi, mặc dạng ngắn thì bây giờ. Đấy, nếu như mà các chị mà thích dạng ngắn, không thích dạng dài thì em lại lít lại dạng ngắn nha. Em sẽ lít lại dạng ngắn cho các chị ạ. Đây, em sẽ bỏ cái này ra để lít lại dạng ngắn cho mình xem nha. Các chị ơi, các chị muốn xem dạng ngắn màu gì để em mặc ạ? Muốn xem dạng ngắn màu gì các chị ơi? 1m55 mặc có bị dài không? 1m55 mặc không bị dài đâu chị ơi, mặc đẹp luôn. Mặc lại màu hồng đỗ đi. Ok Nguyễn Huyền, em mặc lại màu hồng đỗ nha. V45 đỏ cam Nguyễn Huyền ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Lấy đỏ cam Nguyễn Huyền ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị nhé, chốt đơn cho em nhé, ship về Quảng Ninh nhà Dương Bảo Nhi, ship về Quảng Ninh chỉ 30.000 thôi chị nha. Em lấy áo đỏ cam chị Nguyễn Huyền ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Dạ dài V45 đỏ cam, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Đấy, mình comment để giúp em này, mã này, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây, dạ ngắn em mặc màu đất, em cho các chị xem chất luôn. Ok, Bảo Ngọc Trâm nha, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Váy len có 4 màu các chị nha, len thì có 4 màu này. Đây, màu bò này, màu đỏ đô này, màu dâu sô cô la và màu đen em đang mặc nhá. Ok, anh Khoa này, B45 hồng đỗ, ok này, B45 Hồng Linh, cho đơn cho Hồng Linh nha. Shop em ở số 166 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội ạ. B45 đỏ cam ok, Bảo Ngọc Trâm kèm địa chỉ giúp em nha. Em lấy đỏ cam không lấy hồng đỗ. Ok Nguyễn Huyền ơi, có đơn chưa? Có đầy đủ thông tin số điện thoại chưa chị ơi? Đầy đủ thông tin số điện thoại thì em mới chốt được hàng chị nha. Váy len body em đang mặc thì là 250.000, dạng ngắn thì là 300.000 chị nha. Váy đang mặc là 250.000 này. Mã là B61 các chị nha, màu đen này, màu vàng bò này, màu đỏ này, màu nâu sô cô la nha. 4 màu tất cả 250.000 một váy len body nhũ này thôi. Mã là B61 ạ. Cho em màu chị đang mặc có dạ ơi, phải comment là B61 đen kèm với loại địa chỉ giúp em nha. Em lấy đỏ cam ok Nguyễn Huyền nha. Áo dạ 60 cân mặc được dạ dài chị nha. Ok Nguyễn Huyền, đầy đủ thông tin cho đơn cho Nguyễn Huyền này. Váy này thì là 250.000 này, 250.000 mã là B61 các chị nha. Bôi B61 màu nâu ok. Ok chị Cường Minh kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Tay dạ là tay ngắn không tay nhỡ, không phải là tay dài các chị nha. Ok Bảo Ngọc Trâm cho đơn, Bảo Ngọc Trâm này ok, màu dạ ngắn này ạ. Đấy các chị ơi, mình thông cảm giúp em tại vì là comment nhiều quá nó bị trôi hết, em không đọc kịp của ai thì các chị thông cảm giúp em nha.
Ok, có dại ơi, có dại ơi, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Có dại ơi, kèm địa chỉ giúp em nha. Chị Phương Nguyễn cũng kèm địa chỉ giúp em nha. Em cao 1m6 các chị nha. Ok, Bảo Ngọc Trâm này, chúc cho Bảo Ngọc Trâm ạ. Chị lấy B45 màu hồng đỗ nhé. Ngọc Bích ơi, kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị nha. Cho xem màu rêu 60 cân nào. Ok chị Lê Thị Mỹ Quyên, chốt đơn cho chị Lê Thị Mỹ Quyên nha. Ok Huyền Tít này, kèm địa chỉ giúp em đi ạ. B61 màu nâu, Bong Trung ơi, kèm số điện thoại địa chỉ nha. Các chị ơi, ok Trần Đình, chốt đơn Trần Đình nha. Lấy cho em thêm màu nâu sô cô la nhé. Ok Dương Bảo Nhi này. Ok các chị ơi, đúng rồi, mình phải comment đầy đủ và đúng mã giúp em này. B61 là áo váy len body nhũ thì có mã là B61. Áo dạ ngắn thì có mã là B51. Áo dạ dáng dài thì có mã là B45 các chị nha. Ok, cho đơn cho cỏ dại này. Ok, chị Cường Minh 1m61 màu cà phê. Ok chị ơi, kèm địa chỉ giúp em đi chị Cường Minh ơi. Em màu đỏ cam nhé. Ok, Bảo Ngọc Trâm đầy đủ thông tin rồi. Còn màu hồng gạch không, mà hồng gạch thì không còn hàng chị nha. Em lấy đỏ cam. Ok Nguyễn Huyền ơi, yên tâm, em để cho chị màu đỏ cam rồi ạ. Mặc lại dạ dài màu rêu ạ. Ok chị Thanh Nga Dương này, đây chị này bảo màu rêu rất là lâu rồi thì em sẽ mặc lại nốt cái màu rêu màu dạ dài màu rêu cho chị này xem nha. Ok Ngọc Bích cho đầy đủ thông tin rồi thì cho đơn cho chị nha. Ok chị ơi, có dại. Ok chị có dại này. B61 màu đen. Ok chị Huyền Tít này. Ok cho đơn cho Huyền Tít nha. Ok chị Nguyễn Huyền, cảm ơn chị Nguyễn Huyền nha. Chị ơi, em cho đơn cho chị rồi, yên tâm chị nha. Ok Quỳnh Messi này, cho đơn cho Quỳnh Messi nha. Dạ dáng dài B45 màu rêu đây chị ơi. 1B45 màu rêu, dạ dáng dài đây ạ. 390.000 một áo này, mã là B45, giá là 390.000 đây. Chị nào lấy thì mình comment đi ạ. Mã kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nha. B45 giá 390.000 là dạ dáng dài này. Ok Quỳnh Messi này. Ok Nguyễn Huyền ơi, không lấy nữa thì thôi, chị hủy đơn giúp em nha. Chị comment rất là nhiều, chị dục đi dục lại xong bây giờ chị bảo chị hủy đơn. Ok chị nha. Cho mình thêm B61 màu nâu sô cô la. Ok chú đơn cho Thanh Đình ạ. Lấy thêm màu nâu sô cô la và màu đen 61, lấy hai sản phẩm. Đúng rồi Dương Bảo Nhi ơi, mình mua hai sản phẩm là mình được miễn phí ship rồi chị nha. Đúng rồi, muốn mua hết hàng rất là đẹp. Các chị ơi, mình nhận được hàng rồi mình còn thích nữa cơ, tại vì là chất cực kỳ là đẹp luôn. Chị Thanh Nga Dương ở đây chị ơi, áo dạ dáng dài màu rêu của chị đây ạ. Đây, màu rêu đây chị nha. Đây dạ dáng dài, B45 giá 390.000 ạ. Không có màu sữa chị ơi. Không có màu sữa đâu ạ. Nó là dáng nhỡ. Đây là tay dáng nhỡ, không phải là tay dáng dài. Đấy. Dạ dài 39 cân không mặc vừa đó chị Anna ơi, 39 cân thì mặc sẽ rất là rộng. Đấy em cũng nói thật luôn nha để chúng mình nhờ. Không có tay dài đâu chị. Chị tay dài ơi, có tay dài chị Nguyễn Huyền nha. Có tay dài chị ơi, có một cái tay dài thì phải lấn vào một cái tay dài đấy. 45 cân mặc được không ạ? 45 cân mặc được chị nha. Màu lại đẹp nữa. Ok, em cảm ơn chị Hà Đăng Nguyễn nha. Đấy, các chị ơi, các chị cứ quá khen đấy. Các chị cứ quá khen nha, em cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Đấy, mình mua hàng rất là nhiệt tình. Các chị xinh đẹp mua hàng rất là nhiệt tình. Xong rồi còn khen nữa. Đấy, em cảm ơn các chị nha. Váy đang mặc thì là 250.000 ạ. Không có màu cam đất dạ dài đâu chị nha. Không có màu cam đất đâu ạ. B61 cà phê. Ok Phương Phạm Việt này. Kèm địa chỉ và số điện thoại giúp em đi ạ. 60 cân mặc vừa nha chị Thanh Thanh Hiền nha. Mặc vừa luôn ạ, 60 cân mình mặc vừa này. Đỏ cam tay dài có chị Nguyễn Huyền nha. Có đỏ cam tay dài, có đỏ cam tay dài chị Nguyễn Huyền nha. Nếu mà chị lấy thì chị để đơn cho em. Còn nếu như mà chị không lấy thì hủy đơn, hủy đơn cho chị nha. Có tay dài đấy ạ. Đây bây giờ mình qua dạng ngắn đi. Các chị rất thích dạng ngắn, em sẽ quay lại dạng ngắn nha. Có quần tất chị ơi, em không có quần tất. Chị Dương Bảo Nhi ơi, em không có quần tất nha, em không bán quần tất đâu ạ. Mẫu tay dài thì có màu cam chị Nguyễn Huyền ơi, có màu cam chị lấy thì lấy, mà không lấy thì em hủy đơn cho chị nha. Thấy mình không chị Phương Phạm Việt ơi, em có thấy chị nha. Chị lấy hai sản phẩm thì comment đầy đủ số điện thoại để chị giúp em đi ạ. B61 mấy màu em ạ? B61 thì là 250.000 thôi chị nha. Ok Thanh Nga Dương này, cho đơn cho chị Thanh Nga Dương nha. Ok chị Dương Bảo Nhi ạ, cho em coi áo chị mặc nó màu cà phê sữa. Không có màu cà phê sữa đâu chị ơi, không có cà phê sữa nha. Áo đang mặc 40 cân mặc vừa chị nha. Váy đang mặc có màu khác không ạ? Có màu khác chị ơi, có màu khác mà đây có 4 màu đấy ạ. Màu nâu sô cô la này, màu đỏ này và màu vàng bò chị nha. Nâu sô cô la, đỏ và vàng bò ạ. Ok chị Duyên Hát, Lê Hát này, chị ơi kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Chị ơi ở đây không có đâu, bên kho rồi chị ơi, không có bên này nha, có bên này em cầm cho các chị xem rồi. Ok chị Phương Phạm Việt nha, kèm địa chỉ giúp em đi chị ơi, kèm địa chỉ đi ạ. Váy len em đang mặc thì là 250.000 thôi các chị nha. Váy len này là 250.000, body nhũ, mã là B61, tất cả các màu đây chị Phương Dung ơi. Màu sô cô la này, màu đỏ này, màu vàng bò chị nha.
Chị Nguyễn Huyền ơi, ở đây không có tay dài chị ơi, có tay dài em cầm cho chị xem rồi. Đấy chị ơi, chị lấy thì chị đặt hàng thôi, còn không lấy thì thôi em cũng chịu thôi. Tại vì là thực sự là nó chỉ lẫn vào một hai cái thôi. Có màu cam em, chị yên tâm là em bảo có là có chị nha. Chị ơi em bảo có là có, chị Nguyễn Huyền cứ yên tâm nha. Có tay dài, nó y hệt như thế nhưng mà tay nó dài hơn thôi. Đấy, chỉ có một hai cái thôi, chị đặt thì em sẽ để hàng cho chị. Còn nếu mà không đặt thì cũng không sao chị nha, yên tâm ạ. Chị có áo len ngắn không ạ? Không có len ngắn chị nha. Chốt đơn cho chị nhé, ok. Chị Thanh Nga Dương, ok. Chị ơi lấy xin dê em chốt đơn cho chị rồi ạ. Dạ em đang mặc là 300.000 chị nha. Em cao 1m58 mặc tới đâu ạ? À? Chị nghiêm mít len ơi, chị hỏi cái gì mặc tới đâu chị ơi? Áo dạ hay là váy len ạ? B45 hồng đỗ, ok. Đỗ Hường này, ok. Chốt đơn cho chị Đỗ Hường nha, ok chị. Hồng đỗ có tay dài không chị ơi? Hồng đỗ thì không có tay dài đâu, chỉ có một cái màu cam, một cái màu đen thì phải ạ. Đúng rồi, chỉ có một cái màu đen, một cái màu cam thôi. Đây áo dạ ngắn đấy ạ, màu em đang mặc là màu nâu đất các chị nha. Nâu đất này B51 giá là 300.000 thôi. Màu em đang mặc có dáng dài không ạ chị ơi? Màu em đang mặc không có dáng dài đâu ạ. Váy chị ơi, chị nghiêm biết lên ơi, 1m58 thì chị mặc gần như em rồi, gặp mặc đến gối chị nha, mặc đến gối chị ạ, chạm gối ạ. Chị nghiêm bích lan, nghiêm bích lên nha, mình mặc chạm gối rất là đẹp. Áo đang bận bao nhiêu chị ơi? Áo đang bận là màu nâu đất này, giá là 300.000 thôi. 300.000 thôi chị nha. Đấy chị ơi, mình đặt hàng. Chị ở Hà Giang gửi, chị Phương Phạm Việt ơi, Hà Giang thì tầm hôm nay là thứ 6 à? Thứ 7 chủ nhật. Chủ nhật thì bưu điện người ta nghỉ rồi, thì tầm thứ 2 chậm nhất là thứ 3 mình nhận được hàng chị Phạm Việt nha. Chị Phương Phạm Việt nha, em lấy đỏ cam tay dài, ok Nguyễn Huyền này. Chị được kiểm tra hàng, Lê Chí ơi, tất cả các khách hàng bên em đều được kiểm tra hàng mới phải thanh toán nha. Ok Dương Bảo Nhi nha, màu nâu sô-cô-la. Ok chị Dương Bảo Nhi ạ, B51 dạng ngắn màu nâu đất, ok chị Trinh Kiều, cho đơn là Trinh Kiều nha. Ok Anna ơi, mình là con gái, mình phải xinh chứ ạ, mình phải xinh, mình phải mua đồ chị nha, mua đồ để xinh này. Đấy, bên em có rất nhiều mẫu đẹp chị Hana nha. Em cảm ơn chị đã ủng hộ này, đấy chị này rất là vui tính luôn. Mình cũng 1m58, 42 cân, mặc size gì Nguyễn Hoa ơi? Cái này chỉ có một size thôi nha. Cả váy và áo là bao nhiêu chị ơi? Áo thì là 300.000. Đấy. Áo đang mặc thì là 300.000, váy đang mặc thì là 250.000, cả set thì là 550.000 chị nha. Đấy các chị ơi, mình lấy cái gì thì mình comment ạ. À. Áo len cao cổ bên trong bán không chị ơi? Đây là váy nha, có bán chị ơi, 250.000, mã là B61 nha chị Hứa. Linh Khánh nha, mã là B61, giá là 250.000 thôi. Len body nhũ là cái váy chứ không phải cái áo đâu chị ạ. Ok bé xíu nha, cho đơn chị bé xíu ạ. Em không mặc thử màu khác đâu chị ơi, chị nghiêm lên em không mặc thử đâu. Tại vì là thực sự là thử ra thử vào, em thử được màu này các chị lại mặc thử màu kia thì rất là mất thời gian các chị ơi. Tại vì cái váy em phải đi thử rất là lâu. Đấy, thử rất là mất thời gian nên là các chị thông cảm giúp em nha. Mình ướm lên người thôi, áo dạ em có thể khoác màu khác được. Nhưng mà váy thì đi thử rất là lâu nên là các chị ở ngoài đây có một mình em thôi. Nên là nếu như mà có hai người hỗ trợ ấy thì em sẽ đi thay được. Nhưng mà một người thì các chị thông cảm giúp em nha. Ok chị Bống Chung này, ok Bống Chung nha. Ok, cho đơn chị Bống Chung, cảm ơn chị ạ. Bán cho địa chỉ mình ra cửa hàng mà lấy. Ok Cường Minh ơi, shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội nha chị Cường Minh nha. Ship thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 30.000 thôi chị Lê Chí nha. Mua nhiều quá rồi. Ok, em cảm ơn chị Hana Nguyễn nha. Em cảm ơn chị này, chúc chị luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn may mắn nha chị Hana Nguyễn nha. Chị mua váy à, chị Lê Hương ơi, mua váy thì comment là B61 màu đen kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. B51 màu cam Quỳnh Messi kèm địa chỉ và số điện thoại giúp em nha. Chị ơi, cho mình váy bên trong Hứa Khánh Linh ơi thì comment là B61 màu đen. Đây là B61 này màu đen nha. Kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị Hứa Khánh Linh ơi. Hết mẫu dạ dài qua gối chị ơi, không còn dạ dài qua gối đâu ạ. Ok Lê Hương này kèm địa chỉ giúp em với chị Lê Hương ơi. Ok Nguyễn Huyền nha, em nhớ rồi, chị yên tâm nha. Cho em vàng bò đi, Nghiêm Bích Liên ơi, comment là B61 vàng bò kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha chị Nghiêm Bích Liên nha. B61 vàng bò giúp em ạ. Có dại ơi, mặc cái áo dạ dài màu cam mà, ok chị nha. Ok Hứa Khánh Linh này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Áo dạ nãy mã bao nhiêu chị ơi? Áo dạ này à? Áo dạ này mã là B51 dạ ngắn chị nha. Màu đen nhé, ok Liên Hương kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Nếu xem mà không ưng có được trả lại không? Ôi chị Thanh Nga Dương ơi, các chị được giá lại hàng trong trường hợp là không đúng màu, không đúng mã này hoặc bị lỗi thì các chị được giá lại nha. Ship Bình Định mấy ngày bé xíu, ship Bình Định thì tầm 3-4 ngày mình sẽ nhận được hàng chị bé xíu nha. Ok, cho chị váy len mẫu đang mặc. Chị Thùy Thí Ngô ơi, chị comment là B61 màu đen kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị Thùy Thí Ngô nha.
Ok, em sẽ bỏ cái áo len, bỏ cái áo khoác dạ ở ngoài ra cho các chị xem cái váy body bên trong nha. Ok chị Cường Minh, em cảm ơn chị ạ. Dạ ngắn thì là 300.000 các chị nha. Dạ màu cam ok, em sẽ mặc dạ dài màu cam này. Ok Hứa Khánh Linh nha, kèm địa chỉ đi ạ. Thích cái màu cam quá nhưng chị chưa về Việt Nam. Ok chị ơi, bạn cao bao nhiêu? Em cao 1m6 chị nha. Ok Lê Hương này, chúc mừng Lê Hương nha. Ok Nghiêm Bích Liên, kèm địa chỉ đi ạ. Ok chị Lục An Tường nha. Ok Lục An Tường này, chúc mừng chị Lục An Tường ạ. Bao nhiêu một cái? Dạ ngắn thì 300.000 chị nha. 300.000 dạ ngắn này. Váy bạn đang mặc có cổ bao phân không à chị ơi? Không có cổ bao phân đâu ạ. Không có cổ bao phân chị nha. Váy bên trong đang mặc body bao nhiêu chị? Có màu khác không à chị ơi? Body thì là 250.000 nha. Body thì là 250.000, mã là B61 các chị ạ. B61 này giá 250.000 nha. Đấy. Các chị ơi mình lấy thì mình comment này, chị làm vừa bảo mặc. Body thì là 58 cân quay đầu mặc vừa các chị nha. 1m62 mặc dạ dài màu cam được không chị Nguyễn Huyền ơi? Mặc được. 1m62 chị mặc đẹp hơn em luôn đấy, không phải lăn tan luôn. Đấy cao hơn em, mặc đẹp hơn em nha. Body nhũ thì có 4 màu này, vàng bò, màu nâu sô cô la này, màu đỏ này và màu đen em đang mặc các chị nha. Đây body nhũ thì có tất cả 4 màu đấy ạ. Chị nào lấy thì mình comment này. 250.000 một váy thôi, mã là B61. Dạ ngắn thì là chị ơi em không mặc được tất cả các màu nữa đâu. Lê Chí ok, đặt dạ ngắn màu chị mới mặc. Ô Lê Chí ơi phải comment là nâu đất và kèm địa chỉ giúp em cho chị Lê Chí nhá. Comment thêm em một dòng là nâu đất, B51 nâu đất và địa chỉ giúp em nhá. Đấy, 390.000 là dạ dài, dạ ngắn thì là 300.000 nha chị Nguyễn Huyền nha. Đấy. Các chị ơi mình lấy cái gì thì mình comment này, mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nhá. Dạ dài màu hồng đỗ đây ạ. Em mặc là dạ dài màu hồng đỗ nha. Áo của em bao nhiêu? Áo của chị cũng là 390.000 dạ dài thôi nha chị Nguyễn Huyền nha. Có bị lộ bụng không ạ? Ô chị Thông Nguyễn ơi, em mặc cái này lộ bụng lắm không ạ? Em cũng béo, em cũng béo bụng nha. Đấy, body nhũ thì body nhũ mà nếu mà chị nào có bụng một xíu ấy thì mình có thể lấy màu đen cho đỡ bị lộ bụng các chị ạ. Đấy màu hồng đỗ đây ạ, dạ dài màu hồng đỗ các chị nha. Chị dạ dài màu cam đi chị. Ok mặc lại dạ dài màu cam. Ok chị Lê Chí này kèm địa chỉ giúp em đi ạ. Ok chị Hứa Khánh Linh nha, cho đơn cho Hứa Khánh Linh này. Chị chốt cho em chưa? Chị Nghiêm Bích Liên ơi, em chốt cho chị rồi. Chị lấy màu vàng bò của B61 body nhúng đúng không ạ? Em chốt cho chị rồi nha. Đây ạ, dạ dài màu hồng đỗ đây ạ. Hồng đỗ dạ dài nha. Mã là B45, giá là 390.000 các chị ạ. Em là dạ dài hồng đỗ nha. Ok Nguyễn Huyền ơi, chị lấy màu đỏ cam mà chị lấy giờ chị lấy hồng đỗ là sao ạ? Bây giờ chị lấy chị comment là đỏ cam, bây giờ chị lấy xong hồng đỗ thì không biết là chị lấy màu gì đây chị Nguyễn Huyền ơi. Dạ dài em đang mặc thì có mã là B45, giá là 390.000, màu em đang mặc là màu hồng đỗ các chị nha. Còn váy kiểu khác không à? Ok chị Nghiêm Bích Liên nha, yên tâm ạ. Ok Nghiêm Bích Liên nha. Đấy các chị ơi, comment đầy đủ giúp em này, mã này, kèm màu này, kèm số điện thoại, địa chỉ giúp em nha. Đầy đủ thông tin thì em sẽ chốt hàng nha. Xem váy em đang mặc nào, ok Minh Tiến ơi, váy em đang mặc đây ạ. Đây chị nha, body nhũ này, giá là 250.000, mã là B61 chị nha. Cho em xem áo len dáng dài. Em không lấy cam nữa, ok chị lấy trong hồng đỗ, ok Nguyễn Huyền nha, lấy trong hồng đỗ. Chị ơi, lấy trong hồng đỗ giúp em nha. Váy cam đang, váy màu cam đẹp quá. Chị ơi làm gì có váy màu cam mà chị ơi, làm gì có váy màu cam. Bạn cam mét bao nhiêu? Hứa Khánh Linh ơi, em cao 1m6 chị nha. Em chốt cho chị Lê Chí rồi ạ. Dạ dài bao nhiêu chị ơi? Dạ dài thì là 390.000 chị nha. Dạ dài thì là 390.000, mã là B45 đấy ạ. Đấy các chị ơi, mình comment đầy đủ giúp em này, mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Em sẽ ứng độ khoảng 15 phút nữa thì mình đặt hàng nha. Đấy các chị đặt hàng thì đặt hàng nhanh tay giúp em. Dạ dài bao nhiêu? Dạ dài đang mặc thì là 390.000, màu đang mặc là màu hồng đỗ các chị nha. Em cao 1m6 và nặng 48 cân các chị ạ. Em cao 1m6 và 48 cân nha. Đây body nhũ, rất nhiều chị thích cái body nhũ này, em sẽ bỏ ra cho các chị xem cái dáng váy nha. Thế mình 1m56 mặc váy đó chắc dài nhỉ? Ôi Hương Khánh Linh ơi, 1m56 thì đây em mặc là trên gối đây này. Em mặc là trên gối nha chị, 1m56 chị mặc đến gối tầm đến đây thôi. Đấy chị chỉ thấp hơn em có 4 phân thôi, chị nó chỉ tầm như thế này thôi chị ơi. Mặc qua gối một xíu thôi, gọi là trùm gối thôi chị nha. Yên tâm mặc rất là đẹp. Nói chung là cái váy này thì tầm 1m55 trở lên mặc cực kỳ là đẹp luôn. Chị thích váy màu cam quá nhưng chị chưa về. À ok chị Triệu Tình nha, ok chị. Cho em
dồn ạ à, em. Ô phiên ơi chị hỏi gì chị ơi? Bao nhiêu cân mặc được cái váy này thì là 258 cân quay đầu mặc vừa nha, 42 cân mặc được không? Thu Thủy 42 cân mình mặc được nha. Nếu như mà 42 cân mình mặc váy len body thì được chị nhá. Body thì được, còn váy áo dạ này thì mặc sẽ hơi bị rộng đấy ạ. Đấy tại vì body à cái có dạ thì nó là dáng suông. Nó là dáng suông dáng Hàn Quốc nha. Xem gấu tay áo dạ với chị Mai Nghiêm ơi, gấu tay áo dạ à? Đây chị ơi, gấu tay áo dạ đây ạ. Đây chị. Đây. Chị ơi, à, xả cho em váy body nhé, em thấp không mặc được. Ok Quỳnh Messi nha, ok chị. Nếu mà chị không lấy thì em sẽ hủy đơn cho chị nha. À, lâu lắm không lên sóng thấy cháu yêu. Ô, ô cô Thảo Huế ơi, cô Thảo Huế ơi, cô là khách hàng quen thuộc nhà cháu à? 58 cân em mặc áo hồng mặc đẹp chị Nguyễn Huyền ơi, 58 cân mặc đẹp nha. Body bên em đang mặc thì là 250.000, ok cho đơn chị Nguyễn Huyền rồi, chị yên tâm nha. Ok em mặc dạ dài màu cam đi ạ. Màu đỏ cam dạ dài các chị nha. Đây mặc thử luôn cho các chị xem này. Dạ dài thì có mã là B45, giá là 390.000 các chị nha. Em cao, em 42 cân, ok Dương Bảo Nhi nha. Yên tâm ạ, 42 cân mặc vừa luôn, body mặc vừa chị nha. Chị mặc lại dạ ngắn con đất em xem. Ôi chị ơi em bây giờ mà mặc lại được dạ ngắn thì ok, một lát em sẽ mặc lại luôn. Ok chị. Đây dạ dài màu đỏ cam đi ạ. Chị nào lấy thì mình comment là B45 nha, B45 giá là 390.000 à, màu đỏ cam nha, em đang mặc là màu đỏ cam ạ. Ok chị Dương Bảo Nhi nha, ok cảm ơn chị Dương Bảo Nhi ạ. Đấy các chị ơi, mình đặt hàng thì mình nhanh tay comment này B45 nha, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ này. Màu em đang mặc là màu đỏ cam, giá là 390.000, mã là B45 các chị nha. B45 giá là 390.000 ạ. Đây còn chị nào bảo em mặc lại màu cam đất dạng ngắn thì em sẽ mặc luôn dạng ngắn màu cam đất, mặc lại một lần nữa cho các chị xem nha. Đây dạng ngắn màu cam đất đây ạ. Các chị ơi bây giờ thì em mặc xong cái áo này thì em sẽ kết thúc livestream nha. Đấy chị nào mà muốn đặt hàng thì mình vẫn đặt hàng bình thường này, mình cứ đặt hàng bình thường giúp em nha. Đấy kết thúc livestream nhưng mình vẫn có thể đặt hàng, mình có thể tua lại từ đầu để xem em mặc tất cả các màu của dạ ngắn hôm nay này, tất cả các màu dạ dài và váy len body nhũ nha. Mình xem lại để mình đặt hàng giúp em nha. Đặt hàng cứ đặt hàng bình thường này. Em kết thúc livestream, hẹn gặp lại các chị vào buổi tối này, tầm 6:30 thì sẽ có các bạn đến và livestream, tiếp tục livestream chơi mini game cùng các chị nha. Được chưa? Đây màu cam đất đây ạ. Dạ ngắn màu cam đất, mã là B51, giá là 300.000 thôi các chị nha. 300.000 đấy ạ. 54 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa cái dạng ngắn này các chị nha. 54 cân quay đầu mặc vừa này. Chị ơi bên em không gửi sang Đài Loan đâu, nếu như mình ở nước ngoài mình mua hàng ấy thì mình có thể nhờ người thân mình nha. À, chị Nguyễn Huyền ơi, sáng mai thì hàng đi luôn chị nha. Đan Phượng thì bên em ship đồng giá là 30.000 nha. Nếu như mà là nội thành Hà Nội thì là 20.000, còn ngoại thành và đi tất cả các tỉnh đều là ship code 30.000 đồng giá hết ạ. Chị ơi cái tay áo dài phần gấu hơi thùng, có phẳng không? Chị ơi cái này là do đây, nếu như mà mình giặt xong thì nó sẽ phẳng các chị nha. Nếu mà giặt xong thì nó sẽ bị phẳng này, đây rất là đẹp. Màu em đang mặc là màu cam đất nha chị Mai Nghiêm nha. Đây màu cam đất đây ạ. Rất là xinh, thực sự là cái màu này cực kỳ là xinh luôn. Đấy mặc lên rất là xinh, mình có thể mặc với chân váy này, mình có thể mặc với quần jean hoặc còn có thể mặc với váy body như em đang mặc cũng là rất là đẹp nha. Chị Lê Chí Trân ơi, dạng ngắn thì có màu cam đất này, màu hồng tím này, màu hồng da này, màu xanh rêu và màu vàng nghệ chị nha. Các chị ơi mình đặt hàng thì mình nhanh tay đặt hàng giúp em đi ạ. Comment đầy đủ này, mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ nha. Bây giờ thì em xin phép kết thúc livestream nha. Đặt hàng hôm nay thì khi nào có hàng, ai chị Hồng Nhung có đặt hàng hôm nay thì ngày mai hàng sẽ đi là thứ 7 này. Thứ 7 thì tầm thứ 2, thứ 3. Nếu mà miền Bắc thì thứ 3 mình sẽ nhận được hàng, còn nếu miền Nam thì tầm thứ 4, chậm nhất là thứ 5 lần sau mình sẽ nhận được hàng các chị nha. Có cam đất, không có cam đất dáng dài đâu chị ơi. Váy len nhũ bên trong em mặc thì là 250.000 chị nha. Bao tiền một cái áo dạ ngắn chị Thu Phương ơi? 300.000 chị nha. 300.000 mã là B. 300.000 mã là B51 chị nha. Đấy chị nào lấy thì mình comment đi ạ. B51 này kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Mã là B51 giá là 300.000 thôi. Thấy em không chị Hậu Thanh ơi, Hiếu Thanh em có nhận thấy chị. Ok chị Hồng Nhung nha.
để em ra lấy cũng được nhé. Ok Nguyễn Huyền nha, chị qua tận shop lấy thì chị cứ dặn nhân viên bên em giúp em nha. Có các bạn này gọi điện chốt đơn đấy ạ. Dạ ngắn mã là B51 nha chị Lê Chí Chân nha. B51 42 cân mặc dạng ngắn không rộng đâu chị ơi. Cái này nó là form bé không hề rộng đâu ạ. Có áo 64 cân, 64 cân thì mình lấy xong dạng dài giúp em chị nha. 64 cân thì mặc dạng dài đi ạ. Đấy các chị ơi, mình lấy cái gì thì mình comment này, mã này kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em đi ạ. Ok Nguyễn Lệ này, áo dạng ngắn màu cam. Chị ơi màu cam thì màu cam đất chị nha, comment giúp em là cam đất đi ạ. Nguyễn Lệ ơi, màu đất ạ, màu cúm trắng ơi thì phải comment. Màu em đang mặc là màu cam đất này, có cam đất và nâu đất. Chị ok chị Nguyễn Huyền nha, yên tâm đi ạ. À, chị cún trắng ơi, chị lấy nâu đất hay cam đất thì chị comment rõ cam đất hoặc nâu đất kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị Nguyễn Lệ ơi, chị lấy màu cam, cam đất kèm comment thêm giúp em một dòng là cam đất giúp em nha. Chị ơi có thấy em không? Nguyễn Lệ em có thấy chị ạ? Cho em xem thêm màu vàng được không? Ok có màu vàng nhá. Có màu vàng chị ơi. Có màu vàng nghệ đấy ạ. Cam đất hai cái, ok Nguyễn Lệ ơi, cam đất hai cái thì comment là B51 màu cam đất hai cái kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị Nguyễn Lệ nha. Comment giúp em là B51 màu cam đất hai cái và kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Có dạng dài chị nha. Ok chị ơi yên tâm nha, yên tâm Nguyễn Huyền nha. 300.000 một áo thôi ạ. Đây màu vàng nghệ đây ạ. Đây màu vàng nghệ nha. Vàng nghệ thì rất là nổi và tôn da luôn. Chị Nguyễn Huyền ơi chị yên tâm nha. Số chị ơi chị dặn rất là nhiều lần, chị yên tâm. À cho em xem lại màu nâu đất nhìn trong video. À ok lên. Ok Liên Bích Chu nha, cho xem lại màu nâu đất ạ. Em ơi chị dạ dày không em chị ơi, em sợ cái này về các chị lại bảo là dày quá lắm. Đây ạ, rất là đẹp luôn, dày dạ ép hai lớp nha, rất là dày dặn luôn. Đây. Dạ dài thì không có sai đâu chị ơi, dạ dài thì dạ dài nó là một size, dạ ngắn thì chỉ có một size thôi. Em nó bảo cân nặng mình mặc vừa rồi đấy ạ. Đây màu nâu đất đây các chị nha, đây là màu nâu đất ạ. Màu nâu đất này, màu em đang mặc là màu cam đất nha. Đấy chị nào lấy màu gì thì chị Nguyễn Lệ ơi, chị lấy hai cái thì chị phải comment là B51 cam đất hai cái kèm số điện thoại địa chỉ giúp em chị Nguyễn Lệ nha. Váy đang mặc thì là 250.000 ở trong chị nha. Len body nhũ bên trong thì là 250.000 ạ. Cái này thì 54 cân quay đầu mình mặc vừa chị Cúc Võ nha, 54 cân quay đầu mình mặc vừa đấy ạ. Đấy các chị ơi, mình lấy cái gì thì mình comment đầy đủ này, mã kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em đi ạ. Em đang mặc là màu cam đất này, màu nâu đất đi ạ. À chị ơi địa chỉ à, chị Nguyễn Huyền ơi, shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội chị nha. Chị cứ qua 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội là thấy shop em đấy ạ. Cứ qua 166 Kim Mã chị nha. Các chị ơi mình đặt hàng thì mình comment, mình nhanh tay mình comment mình đặt hàng giúp em đi ạ. Ok chị Lê Chí Trần này, cho em B51 cam đất trước đơn cho chị Lê Chí Trần nha. 63 cân không vừa đâu chị Tina Trần ơi, không vừa đâu ạ. Không có form rộng đâu chị ơi, cái này chỉ có một size thôi, nó là form hơi bé. Đấy cái dạng ngắn này nó là form hơi bé nha. Đấy các chị ơi bây giờ thì em xin phép kết thúc livestream này. Hẹn gặp lại các chị vào 6:30 tối nay bên em lại livestream tiếp các chị nha. Mình lấy hàng một lần rồi. Lần đầu tiên mua online mà hài lòng thế. Ok chị Sao Băng chị ơi, chị mua hàng bên em hôm trước chị mua sản phẩm gì chị Sao Băng ơi? Đấy thật sự là bên em có rất nhiều phản hồi của khách hàng, rất nhiều feedback trực tiếp lên trên này luôn. Nên là các chị mua hàng bên em cứ yên tâm nha. Chị Sao Băng hôm trước chị mua cái gì vậy ạ? Thật sự là bên em có rất nhiều đơn hàng, rất nhiều khách. Nên thực sự là bảo là ôi chị mua rất là nhiều lần rồi, chị mua rất là nhiều mà tại sao em không nhớ chị? Tại vì thực sự là em livestream một ngày thì thực sự là có rất là nhiều khách hàng nên không thể nhớ tên được tất cả mọi người hết. À mua váy yếm đúng rồi, Sao Băng ơi váy yếm vừa lấy xong. Váy yếm là chị lấy là cái B90 có tua đuôi là B24 với chị Sao Băng ơi. Có nhà em có hai là set yếm này, một cái là B24, một cái là B90 đây. Cái này là B24 này, cái này là B24 nha. Còn cái set này là B90 này. Thực sự là bên em bán hàng, bên em livestream như thế nào bên em bán hàng như thế nha. Áo em đang mặc thì là 300.000 áo dạng nha. À đúng rồi, B90 là cái này cực kỳ là đẹp và dày dặn luôn. Đây cái B24 này cũng rất là đẹp. Nói chung là bên em bán hàng các chị cứ yên tâm, mình được kiểm tra hàng mình phải thanh toán cơ nên là mình hoàn toàn yên tâm. 280.000 một set này quá rẻ đúng không chị Sao Băng ơi? Mình đi ra ngoài mình không bao giờ có giá dưới 300.000 đâu, toàn 350.000 trở lên thôi ạ.
Váy đang mặc 38 cân mặc vừa chị ơi, mặc vừa nha. Đúng rồi, chất cực kỳ là đẹp. Chất cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, khách hàng mua và tự phản hồi lên đây nha. Bên em khách hàng mua hàng và sau đấy feedback như này cho em, thực sự là rất cảm ơn các chị nha. Đấy, cảm ơn các chị này, mình đã ủng hộ bên em rồi, đã mua hàng ủng hộ rồi, bây giờ còn feedback như này này. Em cảm ơn chị Sao Băng nha. Cảm ơn chị Sao Băng ạ. À, rất mong chị sẽ luôn luôn ủng hộ bên em nha. Đấy, mình mua hàng một lần rồi, mình tin tưởng rồi đúng không ạ? Bên em bán hàng rất là uy tín luôn. Khách hàng còn được kiểm tra hàng mới phải thanh toán cơ. Đấy, mình hoàn toàn yên tâm các chị nha. Mã bao nhiêu Bùi Hương ơi, cái gì mã bao nhiêu chị ơi? Áo dạ em đang mặc thì mã là B51 chị nha. Áo dạ đang mặc thì mã là B51. Và em đem body bên trong thì mã là B61 chị nha. Đấy, các chị lấy cái gì thì mình comment đi ạ. Set hiếm vừa cầm mà Bùi Hương ơi, set hiếm này thì là mã là B90 chị nha. B90 này giá 280.000. Muốn mua áo dạ dài nhớ ok. Sao Băng ơi, chị muốn mua dạ dài thì chị muốn xem màu gì để lấy cho chị xem. Dạ dài cũng rất là đẹp. Đấy, dạ dài chất cực kỳ là đẹp. Bộ yếm bao nhiêu tiền chị ơi? Cái yếm này thì là 280.000 một set này, mã là B90 nha. Có màu gạch này, màu vàng bò này, màu gạch, màu vàng bò và màu đen, màu rêu chị nha. Đấy, có 4 màu đấy ạ. Đấy là B90 nha. B90 đấy ạ, cái set yếm đấy ạ. À, màu gạch đúng không chị Sao Băng, lấy màu gạch đúng không? À, màu đỏ ạ chị ơi. Dạ, màu đỏ tươi đúng không? Ở đây, màu đỏ tươi đây ạ. Đấy, chị Sao Băng ơi, màu đỏ tươi đây chị nha. Màu đỏ tươi thực sự là lên live stream thì cái ánh đèn nó vào thì nó sẽ hơi cam cam một chút. 250 có mất cái tiền ship không? Chị Thảo Nhi ơi, 250.000 chị còn hỏi có mất tiền ship không? Chị ơi, miễn phí ship khi mình mua từ 2 sản phẩm trở lên nha. Còn mua 1 sản phẩm ship nội thành Hà Nội là 20.000. Ship ngoại thành và đi tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 các chị nha. Shop em ở số 166 Kim Mã Ba Đình Hà Nội nha. Em chào chị Huy Vân Hoàng ạ. Ok, chào tất cả các chị nha. Đấy các chị ơi, em sẽ để thêm tầm mấy phút nữa để mình đặt hàng đấy ạ. Mấy phút nữa thì mình đặt hàng nha. Các chị đặt hàng thì mình nhanh tay mình comment này, mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ giúp em ạ. Đấy, em để tầm mấy phút nữa để mình đặt hàng đấy ạ. Gửi áo cho từ đầu tuần sau chị nhận được, ngóng quá. Chị Lan Lâm ơi, bên em có người chốt cho chị chưa chị ơi? Nếu mà chốt rồi thì hàng đi rồi, chị yên tâm nha. Đấy, đổi body màu nâu sô-cô-la lấy yếm được không ạ? Được, chị Dương Bảo Nhi nha, được nha. Nếu mà chị đổi hàng thì nếu mà chị muốn đổi sang màu gì thì có nhân viên gọi điện chốt đơn, chị bảo các bạn đi đổi luôn cho chị giúp em, chị Bảo Nhi nha. Chị muốn đổi sang màu gì ạ? Chị có váy len màu đỏ giá 239 còn thì thứ đây ơi, còn nha, cái set đấy còn đấy ạ. Chị lấy thì chị comment là B03 màu đỏ đô, kèm số điện thoại địa chỉ nha chị Thư Đình nha. Váy màu váy mặc còn màu khác không, còn màu khác chị nha. Yếm mới cầm là 280.000 ạ. 59k thì hết rồi chị ơi, 59k thì hết rồi chị Nguyễn Lệ nha. À, váy ban nãy có mấy màu ạ? Váy ban nãy thì có màu gạch này, màu gạch, màu đen, màu rêu và màu vàng bò chị nha. Dương Bảo Nhi ơi, có màu gạch, màu rêu, màu đen và màu vàng bò đấy ạ. À, đây em sẽ lấy tất cả màu cho các chị xem cho dễ nha. Em sẽ lấy tất cả các màu cho mình xem cho dễ đi ạ. Đây, cái váy yếm đấy thì có màu. Đây chị ơi, có màu màu đen này. Có màu đen này, màu rêu này. Đây. Đây nha, màu vàng bò đây ạ. À. Em cho quay lại cho các chị xem cái canh đang mặc là màu vàng bò của set yếm đấy ạ. À. Chị Dương Bảo Nhi nha, cho em xem yếm các màu chị ơi. Đây ạ, màu này là màu đen này, màu này màu gạch này, canh đang mặc là màu canh đang mặc là màu bò nha, còn một màu rêu nữa để em tìm xem màu rêu ở đâu chị nha. Áo dạ không có màu bò đâu chị ơi, 42 cân mặc set yếm sẽ rộng chị Trang Nhung nha, gọi chốt rồi mà. Nếu mà chốt rồi thì dạ hàng đi rồi nha, dạ đỏ dài. Ok Phương Nguyễn ơi, kèm địa chỉ giúp em đi ạ, kèm địa chỉ giúp em chị Phương Nguyễn nha. Ok Hồng Nguyễn ạ, bên em muốn cầm đất. Ok cho đâu cho chị Hồng Nguyễn ạ. Ok chị. Để em tìm xem cái màu rêu của cái B90 này nó ở đâu nha. Đấy các chị ơi, đợi em một lát để em tìm cái yếm màu rêu nha. Ok chị Liên Bích Chu nha, chị đặt set áo dạ ngắn. Ok Liên Bích Chu ạ. À. Ok chị. Em ơi, cái này 55 cân mặc được không chị ơi? Cái gì 55 cân mặc được không ạ? À? Áo dạ đang mặc thì là 300.000 nha. Ok Dương Bảo Nhi ơi, màu rêu đây chị ơi, màu rêu đây ạ. À. Đây em bỏ cái màu rêu, nó là một set rồi nha, gồm một áo len này.
và một cái váy yếm này các chị cứ yên tâm, tại vì là đấy khách hàng thì em mua và trực tiếp feedback trên trên này chứ không phải là bên em tự nói đâu. Trăm lời quảng cáo không bằng một lời phản hồi của khách hàng đâu các chị ạ, chỉ cần một lời phản hồi của khách hàng thôi. Mình là người tiêu dùng đúng không ạ? Mình là người mua sản phẩm, mình mua xong rồi đấy các chị em tự feedback lên trên này nha. Đấy, mua hàng xong rồi tự feedback là chất cực kỳ là dày luôn. Đây, nó là len các chị nhá, len này. Đấy. Đây chị Dương bảo Nhi ơi, màu xanh gel đây ạ. Váy đỏ 03 chị ơi, 03 lại màu đỏ thì hiện tại ở shop thì vừa nãy cũng có chị khách vào lấy mất rồi. Đấy, không còn màu đỏ đâu chị ơi, chỉ còn màu, đây chỉ còn màu sữa và màu ghi thôi ạ. Đây, nó là cái set như thế này nha. Có váy, chân váy ở trong ạ. Váy yếm đó em, ok Hồ Giới ơi, váy yếm này à. Váy yếm này thì là 280.000, mã là B90 nha chị ạ. Chị Hồ Giấy nha, ê, chị Hồ Giấy hỏi cái gì nào. Em ơi 55 cân mặc được chị Hồ. Hồ Giấy ơi 55 cân mà cái váy yếm này thì cực đẹp luôn chị nha. Ok Phương Nguyễn, chắc thôi chị Phương Nguyễn này. Ok chị Phương Nguyễn nha. Ok chắc thôi chị Liên Bích Chu rồi ạ. Chị bỏ. Chị Sở Sa ra. À ok đây, đây Dương Bảo Nhi ở đây. Đây ạ, màu xanh gel chị nha. Màu xanh gel này. Canh đang mặc chuẩn lên mẫu như canh đang mặc chị nha. Đấy canh đang mặc đấy ạ. Chị lấy màu gì thì chị comment đi chị Dương Bảo Nhi nha. À, khoảng bao nhiêu cân thì mặc vừa? Em chị Phạm Quyên ơi, cái này thì là 65 cân quay đầu mình sẽ mặc vừa, nó là dáng suông các chị nha. Đó là dáng suông đấy ạ. Đấy các chị ơi, bây giờ thì các chị đặt hàng thì mình vẫn đặt hàng bình thường này. Bây giờ em sẽ kết thúc livestream ở đây nha. Đấy, hẹn gặp lại các chị. Hẹn gặp lại các chị vào buổi tối nha, tầm 6:30 các bạn ấy đến, các bạn ấy lại livestream tiếp đến mình nha. Để mình xem hàng mới về các chị nha. Đấy. À có màu bò không à chị ơi, có màu bò thì canh đang mặc đấy ạ. Xét màu bò là canh đang mặc chị Hồ Giấy nha. Chị mà lấy 60 cân mặc vừa chị Ngọc Bích nha. À áo đang mặc là áo dạ dáng ngắn 300.000 thôi chị ơi, mã là B51 giá 300.000 chị nha. Đấy áo dạ đang mặc thì B51 42 cân mặc vừa chị Bảo Nhi, 42 cân mặc sẽ hơi rộng một xíu. Đấy 42 cân mình sẽ mặc một rộng một xíu đi chị ơi. Em nghĩ là nếu như mà chị 42 cân thì chị nên lấy body mặc thì đẹp hơn là cái set chị nha. Set thì nó sẽ nhìn, tại vì nó là dáng suông chị Dương Bảo Nhi ạ. Chị Thư Đình nhớ 53 cân có vừa không ạ? Có mấy màu à? Chị Thư Đình hỏi cái gì có mấy màu nhỉ? Chị Thư Đình nhớ chị hỏi cái gì có mấy màu à? Đấy các chị ơi, mình đặt hàng thì mình comment đặt hàng giúp em này. Bây giờ em sẽ kết thúc livestream nha. À cái set thì có màu đen chị ơi, set màu đen đây ạ. Set màu đen đây chị nha. Đây màu đen, em lấy màu đen cho các chị xem này. Vâng, ok chị Bảo Nhi nha chị ơi. Thực sự là em tư vấn thật là cái set này nó là dáng suông nên nó sẽ hơi rộng một xíu chị nha. À, có áo dáng dài 47 cân không? 47 cân thì mình mặc cái gì cũng đẹp chị ơi. 47 cân thì mặc bằng cân nặng của em rồi thì mình em mặc như thế nào chị mặc như thế nha. Đấy em 47 cân hơn 47 cân một xíu, gần 48 cân. B03 à, Thu Đình ơi, B03 à ok, Thu Đình ơi, B03 còn màu đỏ chị ơi. Chị Thu Đình ơi, B03 còn màu đỏ chị nha. Có loại nào không có bèo dưới không em chị ơi? Có cái này không có bèo dưới đấy ạ. Cái này không có bèo dưới này, cái này màu xinh rất là xinh. Đây cái này là B24 này. Đấy cái này cũng 280.000 một set, cũng là set rồi chị nhá. B24 này. Chị cao 1m7 nặng 66 cân có vừa không ạ? À? Phạm Quyên ơi 1m7 và 66 cân chị mặc vừa cái set B90 vừa nãy chị nhá. Mặc vừa đấy ạ. À. Bao nhiêu ạ? À? Đang cao hơn set thì là 280.000 chị nhá. Set thì là 280.000 đấy ạ. À. Ship về Hưng Yên bao nhiêu chị Ngọc Bích ơi? Ship về Hưng Yên thì là 30.000 thôi chị nha. Áo khoác em đang mặc thì là 300.000, dạng dáng ngắn có mã là B51 chị nha. B51 giá là 300.000 ạ. Đấy các chị ơi, bây giờ thì lấy cho em thêm áo dạng ngắn màu chị đang mặc. Ok Dương Bảo Nhi nha. Ok, 42 cân mặc dạng này cực kỳ là xinh, tại vì là nó là cái phông bé ấy thì người mình càng bé mình càng đẹp nha. Mặc càng đẹp, càng người càng nhỏ xinh xinh mặc cái áo dạng này càng đẹp luôn. Chị thích màu bò. Ok Hồ Giấy ơi, thích màu bò thì comment là B 90 màu bò kèm số điện thoại địa chỉ giúp em cho chị Hồ Giấy nha. Đấy màu bò canh đang mặc đấy ạ. Tối có like dạng dáng dài không? Ngô Mong ơi, tối có like dạng dáng dài chị nha. Có dạng dáng dài đấy ạ. Dạng ngắn thì là 300.000 chị nha. Ship Nghệ An cũng 30.000 thôi chị ơi. Ship Nghệ An hay đi tất cả các tỉnh đều đồng giá là 30.000 thôi ạ. Đấy chị nào lấy thì mình comment đầy đủ đi ạ. À, dạng ngắn thì có mã. Dạ ngắn thì có mã là B51 giá là 300.000 nha. B03 à chị ơi, B03 ok.
53 cân mặc vừa chị ơi, B03 thì không còn màu đỏ đây đâu chị ơi, còn màu ghi và màu kem thôi. Còn màu ghi và màu kem thì Thư Đình nha, chị có xem không để em lấy cho chị xem. Tại vì là màu đỏ thì còn rất nhiều nhưng mà ở bên kho chị nha. Để cho em khoác hồng. Màu hồng à chị ơi, chị lấy màu hồng đi, canh đang mặc hồng da hay là hồng tím chị Đặng Thoa ơi, chị lấy hồng da hay hồng tím ạ? À? Chị ơi chị lấy màu hồng da hay hồng tím chị đây hồng tím đây ạ, hồng da thì canh đang mặc này, còn hồng tím đây chị nha. Đây là hồng tím này, còn hồng da thì canh đang mặc ạ. Ok Dương Bảo Nhi nha, áo body sô-cô-la cho em lấy dạng ngắn, chị đang mặc luôn. Ôi chị ơi, chị Dương Bảo Nhi ơi, chị phải comment rõ giúp em là dạng ngắn thì chị comment thêm cho em một dòng là B51 màu cam đất giúp em Dương Bảo Nhi nha. Cái váy trong là 250.000 chị ạ. Chị hỏi dạ ơi, cái gì có màu rêu không chị ơi, chị hỏi cái gì có màu rêu không ạ? Chị Dương Bảo Nhi ơi, chị comment thêm cho em một dòng là B51 màu cam đất giúp em chị Dương Bảo Nhi nha. Chị Dương Bảo Nhi ơi comment giúp em nha. Đây màu hồng tím đây ạ, màu này là màu hồng tím này. Còn màu kia là màu hồng da nha. Có dạng ngắn tay dài không chị ơi? Em không có dạng ngắn tay dài chị nha. Không có dạng ngắn tay dài đâu ạ. Các chị ơi bây giờ thì em xin phép kết thúc live stream nha. Đấy hẹn gặp lại các chị buổi tối nay này. Buổi tối nay tầm 6:30 các bạn ấy lại live stream mình cùng vào xem để săn váy áo giá rẻ các chị nha. Đấy bây giờ cũng là giờ các chị đi làm về rồi thì mình cũng cơm nước rồi đúng không ạ? Nên là em xin phép kết thúc live stream, mình cũng không thể xem live stream được nữa. Thì em dạng ngắn đó chị Hoa Dạ ơi, dạng ngắn có màu rêu chị ơi, dạng ngắn có màu rêu Hoa Dạ ơi, đây màu rêu đây ạ. Đây chị ơi, màu rêu đây nha. Đây dạng ngắn màu rêu đây ạ. Màu hồng với màu gì ạ? Màu hồng nha. Chị Dung Thoa ơi, Đặng Thoa ơi, màu hồng tím này. Hồng tím còn cái đang mặc là màu hồng da, chị lấy màu gì thì chị chỉ cần comment B51 kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em chị Đặng Thoa nha. Chị lấy hồng em đang cầm đây là hồng trên canh ạ. Hồng trên canh là hồng da, còn rồng hồng em đang cầm là hồng tím chị nha. Comment rõ giúp em B51 kèm màu kèm số điện thoại để chị giúp em nha. Màu gel đây chị Hoa Dại ơi, dạng ngắn màu gel đây ạ. À? Đây chị nha, màu gel đây ạ. À. Ok chị Dương Bảo Nhi này. Ok chúc mừng chị Dương Bảo Nhi nha. Dương Bảo Nhi ơi, có địa chỉ cho em chưa chị ơi? Phải đầy đủ thông tin, số điện thoại có rồi, mã màu rồi, kèm địa chỉ giúp em nha chị Dương Bảo Nhi nha. Đấy phải đầy đủ thông tin giúp em thì em mới chốt được đơn đấy ạ. À. Đây màu gel đây chị Hoa Dại ơi, màu gel mà dạng ngắn đây chị nha. Đấy các chị ơi, bây giờ thì em xin phép kết thúc live stream này. Hẹn gặp lại các chị vào buổi tối nha. Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi live stream và luôn luôn ủng hộ bên em này. Chúc các chị có một buổi tối thật là ấm áp và hạnh phúc bên gia đình, người thân của chị nha.